Ta không có chuyện gì quanh rừng hết á. Cái rừng ở đây nó có nhiều nghĩa. Thì rừng ở đây là nói theo cái nghĩa đen chăm sóc. Nhưng mà cái hàm ý ở đây sâu hơn như vậy nữa. Rừng ở đây là cái thế gian này nè, trong cái cuộc đời sinh tử này nè. Thì Nát-mi-va-nát-min-ga-ra-mi-ya-mát-thi, ở đây trong cái khu rừng của cuộc đời này đó, ta không có chuyện gì để mà ta làm nữa hết. Cái người như ta thì không còn có chuyện gì để làm nữa hết. Út-chin-na-mu-lăng-mi-va-năng-su-căng, ở đó với người ta đó, đối với thiên hạ đó, thì người, đối với ta thì ta không còn gì để làm. Mà đối với thiên hạ đó, thì khi mà thiên hạ còn nhiều chuyện để làm đó, thì đối với ta đó, chẳng những ta không còn chuyện gì để làm trong trong rừng, mà đối với bản thân Như Lai đó, tất cả những gì mà được gọi là rừng á, nó cũng không còn nữa. Thứ nhất, ta không còn chuyện gì để làm trong rừng. Thứ hai nữa là với ta thì không còn cái gì gọi là rừng nữa. Thì cái thứ ba là bởi ta không còn một chút thích thú nào trong cái gọi là rừng. Cái câu thứ ba này nó còn có một cái cách hiểu nữa là tất cả cây cối không còn nữa. Cái chữ quán nó thá này nó có nghĩa là niềm đam mê. Nó nghĩa là niềm đam mê, mà nó cũng có nghĩa là cái sự rậm rạp. Y cô đó mẹ đọc tiếng bài giá. Ta sống một mình và không còn vui cũng chẳng còn buồn. Ý vậy đó. Tất cả chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này đó, giống như là những cái người bộ hành hay là những người lữ khách mà đang có mặt ở trong một cái khu rừng. Chúng ta có nhiều chuyện để làm trong đó lắm. Là vì sao? Là vì chúng ta còn thích cái này, chúng ta còn ghét cái kia, chúng ta còn ham, còn thích hạnh phúc, và còn e sợ ghét bỏ cái đau khổ, còn thích hạnh phúc và còn sợ đau khổ. Cho nên chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần nữa, là từ một con kiến, con ong, con mối, cho đến con voi, con cọp, rồi thì con người giàu nghèo, sang hèn, giỏi dở, tất cả bắt đầu một ngày mới là phải lao vào cái chuyện cày xới trên cái cánh đồng sinh tử để mà kiếm sống. Hôm đó ngài nói, hôm trước là bị kinh nói về cánh đồng, về ruộng, hôm nay ngài nói về khu rừng, cũng với cái ý đó. Tất cả chúng ta bắt đầu cái ngày mới bằng một cái sự coi như là tần tảo, bằng cái sự tần tảo trên đồng hay là trong rừng để mà sống, để mà tồn tại. Cho dù chúng ta có giàu có cách mấy, cho dù chúng ta không có cần phải vật lộn với miếng cơm manh áo, cho dù chúng ta có sang cả tiếng tăm quyền lực đến mấy,
nhưng mà vẫn phải nhận rằng chúng ta từng ngày và từng ngày chúng ta vật lộn với đủ thứ để mà sống. Cho dù chúng ta có là một vị tổng thống, một vị thủ tướng, một vị tỷ phú hay là một đứa bé đánh giày trên phố, thì mỗi ngày như vậy cái đầu chúng ta nó mới yên, bởi vì chúng ta phải đối phó với những cái gọi là thích và ghét. Phải nói như vậy. Và chính vì phải đối phó với cái mình thích và ghét đó, cho nên cả đời của mình đó, mãi hoài là một người nông phu trên cánh đồng sinh tử, và cả đời mãi hoài là một người khách bộ hành, một người đi trong rừng, một người làm việc trong rừng để mà sống, để mà tồn tại, để mà mưu sinh. Và đối với Thế Tôn, với một vị A-la-hán thì cái chuyện nó không còn nữa. Chuyện thích không còn, chuyện ghét cũng không còn, mà hai cái này nó là hai cái mặt đối lập của một đồng tiền. Nụ cười ở đâu thì nước mắt ở đó, thích ở đâu thì ghét ở đó, thương ở đâu thì sợ ở đó. Nó đi một cặp như vậy đó. Mà đối với một vị không còn sanh tử nữa thì vị đó không còn lý do gì để mà thích hay là ghét bất cứ một cái gì trên đời này nữa hết. Và tôi muốn nói đi nói lại một điều mà có rất có thể là trong dân này ngay bây giờ các vị thấy không có cần, nhưng một ngày nào đó tóc bạc nhiều hơn thì các vị sẽ thấy thấm điều đó. Đó là toàn bộ những gì mà mình thích, mình mê, mình thương trong cuộc đời này nè, nó vô nghĩa, không tưởng nổi, nó ngây ngô, nó trẻ con, không có tưởng nổi. Là vì sao? Là vì ba thứ, ba cái động cơ, ba cái nguyên nhân, ba cái lý do, ba cái cơ sở, ba cái nền tảng mà dẫn đến cái chuyện mình thích hay là ghét một cái gì đó. Thứ nhất là do cái túc nghiệp hay là cái tiền duyên đời trước nó đẩy mình vào ở trong một cái hoàn cảnh sống nào đó trong hiện tại. Trong cái hoàn cảnh thì một cái ta phải chọn cái này, phải chọn cái kia. Cho thứ nhất là cái tiền nghiệp. Biết các vị còn nhớ cái câu nói này của tôi, các vị còn nhớ không? Có nghĩa là thí dụ như bây giờ cái nghiệp nó đẩy tôi về làm một cái đứa bé ở miền Tây Nam Bộ Việt Nam, thì tự nhiên tôi phải thích cái chuyện mà nắng đất, rồi lội sông, rồi hái trái, rồi đi chăn trâu, rồi đi câu cá, rồi đi là đủ trò, đủ trò hết. Cái nghiệp nó đẩy tôi về làm một người ở miền Tây Nam Bộ thì tôi phải sống như vậy đó. Rồi cái nghiệp nó đẩy tôi về một cái thành phố châu Âu hay là Nam Mỹ thì tự nhiên thì tôi phải thích hợp với cái đó. Chứ bây giờ tôi chết à, bắt buộc. Cái điều thứ nhất là do cái tiền nghiệp, thứ hai là do cái khuynh hướng tâm lý bản thân. Có nghĩa là tôi nhiều đời tôi thích cái nghiệp sát, tôi thích sát, thích câu cá, thích đá dế, rồi thích chăn nuôi để mà lấy thịt, lấy da, lấy sữa, vân vân. Thì do nhiều đời tôi thích cái chuyện đó, cho nên bây giờ sanh ra là tôi thích chuyện đó. Cho nên thứ nhất là cái tiền nghiệp nó đẩy tôi vào hoàn cảnh sống đó. Thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý của tôi. Và cái thứ ba là cái hoàn cảnh hiện tại. Đã. Có nghĩa là tốt nghiệp không cũng chưa đủ, cái khuynh hướng tâm lý cũng chưa đủ. Tốt nghiệp là gì? Tốt nghiệp là do cái nghiệp xưa đó, là tôi đã tạo nghiệp, tôi phải đẩy tôi về Việt Nam, đúng. Nhưng mà tôi lại không ở quê, tôi lại ở phố. Tôi lại ở phố. Rồi tôi là người có tấm hiếu sát, nhưng mà bây giờ tôi ở phố thì cái tấm hiếu sát của tôi nó làm sao mà nó có điều kiện này? Vì tưởng tượng tôi ở phố thì làm sao mà tôi có điều kiện để mà tôi sát sanh như là một đứa bé nhà quê. Quý vị tưởng tượng đi, nhà tôi ở phố, nhà tôi là nhà mặt tiền đó, nhà tôi là nhà số chẵn, số nhỏ nữa, ở đường Hoàng Văn Thụ hay là Ngô Đới hay là Phan Đăng Lưu hay là Nguyễn Trãi gì đó, là nhà mặt phố như vậy, nhà mặt phố mà bố làm to nữa chứ, thì làm sao mà tôi có điều kiện để tôi sát sanh đây? Cho nên ý, bắt buộc nó phải là có đủ tối thiểu là ba cái duyên. Một là cái túc nghiệp, là cái tiền duyên đẩy nó đưa tôi vào cái chỗ nào đó, đó là cái phần nhờ của sự can thiệp của túc nghiệp. Thứ hai là khuynh hướng tâm lý bản thân, và thứ ba là cái hoàn cảnh hiện tại. Ba cái này nó mới cộng lại, nó mới khiến cho tôi đó thích cái này, ghét cái kia. Và tôi đó thì tôi cứ tưởng đó là hay, tôi cứ tưởng những cái điều tôi thích đó, nó tự nó hay ho ghê lắm. Mà thật ra đó, bản thân những cái thứ mà tôi thích đó, nó không phải là những giá trị hàng hữu, nó không phải là những đại lượng, nó không phải là những cái hàng số bất biến, không phải, mà nó hoàn toàn là nó tùy thuộc vào ba cái thứ này.
Cho nên tôi thích ăn cái gì, tôi thích mặc cái gì, tôi thích tìm vui, tiêu khiển, giải trí bằng cái trò gì, thì nó phải, nó những cái chuyện đó nó rất là phù du, nó rất là tương đối, nó rất là tạm bợ, nó rất là ngây ngô, nó rất là ngớ ngẩn, nó rất là vớ vẩn, nó rất là trẻ con. Mà tôi thì tôi cứ tha hồ tôi dệt mộng về nó, tôi tưởng nó hay ho ghê lắm. Mà chính từ cái chuyện mà tôi thích nó mới nảy ra cái chuyện mà tôi ghét. Ghét là gì? Ghét là một cái trạng thái tâm lý đối lập lại với cái thích. Mà ấy còn thích đó, thì nó mới có cái ghét. Tại sao tôi ghét cái này, tại sao tôi ghét con gián? Là bởi vì tôi thích sạch. Vì con gián tôi biết nó từ đâu nó ra mà. Tại sao tôi ghét chuột? Là bởi vì tôi biết con chuột nó từ đâu nó ra. Và tôi biết dơ, mất vệ sinh ấy, nó là cái điều kiện bất lợi cho sức khỏe của tôi. Cho nên từ đó tôi mới ghét cái dơ. Mà hãy ghét dơ thì tôi phải ghét luôn những cái con gì nó dơ. Con gián, con chuột, con ruồi, con dồi. Rồi từ đó tôi mới là ghét luôn những cái chỗ mà đầm lầy, vũng lầy, nước đọng, vân vân. Cho nên từ chỗ đó nó đi chùm 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 cái đó, cái này nó dẫn cái kia, cái này có cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này xanh thì cái kia xanh, cái này diệt thì cái kia diệt, là chỗ đó đó, là chỗ đó đó. Đây là lý do tại sao mà ngài Xá Lợi Phất, khi mà ngài nghe một cái câu kệ đó, vạn pháp do duyên sinh, vạn pháp do duyên diệt, và bậc đại sa môn sư phụ của tôi đó, bậc đạo sư của tôi, ngài đã nói hết về cái duyên sinh và duyên diệt của vạn pháp. Chỉ nghe như vậy thôi là ngài thấy ra toàn bộ cái giáo lý duyên khởi, ngài thấy toàn bộ cái lý tứ đế, ngài thấy liền tức khắc cái đã có tôi đồ quần. Là vì ngài thấy rõ ràng đời sống này nó là một cái sự tiếp nối, một cái sự thừa tiếp cái trước và cái sau. Cái trước không phải là cái sau không phải là cái trước, nhưng mà cái tụi nó liên hệ với nhau, tụi nó liên hệ với nhau, tụi nó quy định ra nhau, tụi nó kết thành ra nhau bằng cái nguyên tắc nhân quả. Cho nên thế tôi ở đây ngài nói rõ, ta không có chuyện gì để ta làm nó vô rừng nó hết, vì ta không còn cái gì để ta thích, cũng không còn cái gì để ta ghét, ta không phải đi theo đuổi cái gì, mà ta cũng không còn cái gì để trốn chạy, không có trốn chạy mà cũng không theo đuổi cái gì hết. Đối với ta không có chuyện gì để ta làm trong rừng, và cái gọi là rừng đối với ta đó nó cũng không còn nữa. Là vì sao? Là vì những yếu tố tạo nên khu rừng đó nó không có nữa. Yếu tố ở đây đó chính là cái chữ Manatha, Vanatha. Đó, vì tra từ điển thì chữ Manatha nó có hai nghĩa, một là sự đam mê, hai là cái sự rậm rạp của cây cối, không còn nữa. Cho nên từ đó nó mới ra cái chữ Nibbana Tha, Nibbana Tha, Nibbana Tha, cũng như là ní cộng như Vanatha đó là Nibbana Tha. Và bài kệ này nè, nếu mà ai mà có siêng mà chỉ nghe thôi, không có lưu tâm thì thôi, còn nếu mà nghe giảng mà bằng cái bút, cái tờ giấy trước mặt đó, thì nên ghi lại cái câu này: chú giải kinh Navakamika của Tương Ưng có một định nghĩa rất sâu, rất sát, rất rộng và rất hay về chữ Niết Bàn. Cứ ghi như vậy. Và bản thân tôi trên đầu giường của tôi luôn có một cái cuốn sổ tay và một cây bút chì, để nhiều khi ban đêm trước khi ngủ tôi đọc sách và có cái gì tôi hay ghi trong đó. Trong cái tôi ở bên châu Âu cho nên cái ba lô tôi hay xài ba lô lắm, thì có gì là tôi xách cái ba lô đó, một ít nước uống, ít thức ăn khô là tôi tót con ra nên sẽ đỡ tôi đi. Lúc nào trong ba lô tôi cũng có một cuốn sổ, cuốn giấy trắng để mà tôi ghi. Và trong cái máy tôi lúc nào tôi cũng có cái chỗ để cái iPad, lúc nào cũng có cái phần note để mà tôi ghi đây, đúng rồi, cái chuyện Nibbana Tha ở đây nè, ở đây cái trong đây chưa có đủ nha, phải coi thêm trong từ điển. Cũng giống như bà hôm tôi có nói là từ điển không có chưa đủ, phải coi thêm chú giải đó. Rồi giải thích Nibbana Tho nghĩa là không còn, nghĩa là ra khỏi cái khu rừng phiền não, Nikkili Savanno, nghĩa là ra khỏi cái khu rừng phiền não. Bởi vì cái chữ Vanatha ở đây nó có hai nghĩa, một là sự đam mê, hai là cái sự rậm rạp của rừng nha. Mày kể là nó sâu, là sâu chỗ đó, sâu chỗ là ta không còn chuyện gì để làm trong rừng, bởi vì cái gọi là rừng đối với ta nó không còn nữa. Mà tại sao rừng không còn nữa? Vì tất cả những cái gì
những cái yếu tố nào tạo nên rừng nó cũng không còn nữa. Rồi là mà lý do tại sao nói đúng ra là bởi người ta không còn thích cái gì nữa hết, và cũng không có sự bất mãn, không còn thích cũng không còn bất mãn. Xong bài kinh rồi đó, vậy là xong rồi đó. Bây giờ mình đang học cho hết bài kinh nữa. Bài kinh tiếp theo đó là bài kinh Cách Ta Hà đó. Cách Ta Hà đó. Cách Ta Hà đó là cái ông này nè, ông vào ở trong trong rừng, ông vào trong rừng, ông cũng thấy ngài, thấy Đức Phật ấy ngồi trong rừng, mà ông Bà La Môn này dĩ nhiên các vị biết là hãy mà Bà La Môn này coi như là thờ Phạm Thiên, cho nên nó người 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 và lại cái giới Bà La Môn ấy, họ trong đời họ có chia ra nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gọi là Gã Hấp là cư sĩ, rồi cái giai đoạn gọi là Brahmachari là giai đoạn phẩm hạnh. Hay lắm cái triết lý sống, cái nhân sinh quan của cái Bà La Môn đó. Dĩ nhiên ở đây mình không nói tới cái phương diện mà tri kiến rốt ráo của Phật pháp nha, mình nói theo thế gian thì phải nói rằng cái nền văn minh của Ấn Độ cao hơn của Trung Quốc rất là nhiều, vượt khỏi Trung Quốc rất là xa. Trung Quốc thì trong lý tưởng nhập thế, trong lý tưởng dấn thân, trong lý tưởng phục vụ xã hội thì người ta theo đạo Khổng, theo đạo Khổng để làm quan, để có chức quyền, để có tiền bạc, để có tiếng tăm mặt mũi cho mình và cho dòng họ. Rồi khi mà một là khi về già, hay là khi mà bất đắc chí, về già hay là bất đắc chí thì họ quay sang Lão Trang hoặc là Phật giáo, tức là một là trở về chùa với Môn Tông Đông Pha đó. Về lớn tuổi thì tuy là vẫn có vợ, vẫn vợ con nhà cửa, nhưng mà ông trở thành một cư sĩ, chìm sâu trong cái việc là nghiên cứu Phật pháp, hoặc là trở thành một cái nhà thơ, một cái nhà văn, một cái nhà tư tưởng, chìm đắm trong cái suy tư Lão Trang, Lão Tử và Trang Tử đó. Thì mình nói Lão Trang là chỉ lòng vòng mấy cuốn thôi, ví dụ như là Nam Hoa Kinh của Trang Tử thì sẵn viết luôn cho bà con viết viết đọc Nam Hoa Kinh của Trang Trang Tử. Rồi Đạo Đức Kinh của Lão Tử nên mấy này nên đọc. Rồi có một cuốn nữa gọi là cuốn này lấy tên tác giả làm tên sách của đó là cuốn Dương Tử Liệt Tử. Cái cuốn này nên đọc lắm nha, mấy cái ba cuốn này rất là nên đọc, rất là nên đọc mấy cuốn này đó. Các vị đọc, nếu mà một người có học A Tỳ Đàm, một người có nghiên có học về thiền quán, một người có học về Phật pháp nói chung mà đặc biệt là A Tỳ Đàm ha, thì nếu mà bằng cái tâm hồn của một người Phật tử, một người tin Phật mà và phải có kiến thức, phải có kiến thức tương đối là nó nền tảng này, có căn bản về Phật pháp chút nha, cho nên hơi mệt á, thì có Phật pháp một chút thì nếu mà có làm một cuộc rong chơi trong cái trần thế này thì nên đến thăm viếng ba cái bộ sách này, đó là Nam Hoa Kinh của Trang Tử, Đạo Đức Kinh của Lão Tử, và cái bộ thứ ba đó là Dương Tử Liệt Tử, đó cũng là tên sách. Ở Việt Nam mình có bản dịch của cụ Nguyễn Lê. Các vị thấy rằng đây là một chỗ ẩn náu tinh thần rất là dễ thương, rất là minh triết, rất là thú vị. Thì đối với cái người người Tàu hồi xưa đó là học chữ để ra làm quan, mà khi về già hay khi bất đắc chí thì họ mới chung vào, tốn lắm ở trên mem ba cái bộ sách này. Một là bất đắc chí, hai là bất toại đó, bất toại trong đời sống, và hai là về già nha, chỉ vậy thôi. Trong khi đó người Ấn Độ lại khác, người Ấn Độ trong cái giới Bà La Môn ấy, thì tuổi trẻ đó họ chủ trương tuổi trẻ là cái giai đoạn gá thả, lại đoạn phải sống gá là nhà này, gá thả là sống, ông ở sống còn sống dựa ngoài nhà cửa thế tục đó. Thì họ phải chủ trương là có tài sản, có con cái nối dõi, đúng về mặt này thì họ giống người người Tàu, nhưng mà cái giai đoạn sau thì họ hơn người Tàu, tức là họ người chủ trương là một nửa đời về trước là sống để mà duy trì cái thế giới này, nhưng mà một nửa đời sau đó là để dành cho cái thế giới tâm linh,
để dành cho cái sự trở về hợp nhất với Phạm Thiên. Bởi vì theo cái tín ngưỡng Bà La Môn giáo, mỗi người, mỗi chúng sinh, mỗi sinh vật trên cái trái đất này, trong cái thế giới, trong cái vũ trụ này nói chung, chính là một mảnh vụn được lấy ra từ cái đại ngã của Phạm Thiên. Ngài đấy là toàn bộ vũ trụ, và từng người trong cái vũ trụ này chính là những mảnh vụn được lấy ra từ cái đại ngã đó. Mỗi một cá thể là một tiểu ngã. Và khi chúng ta chết, nếu mình đủ duyên, đủ phước, đủ công đức, thì chúng ta trở về nhập một với cái nơi chốn xuất phát của mình, đó là Phạm Thiên. Và để trở về với cái nguồn gốc của mình, không có gì hơn là mình phải tu tập công đức hàm dưỡng cả cái đức tánh. Bởi vì Phạm Thiên là cái sự trong sạch, là cái sự cao đẹp, là chân thiện mỹ, thì mình muốn trở về hợp nhất thì mình phải sạch sẽ, mình mới ráp với Ngài được. Còn không thì sao? Nếu mà mình vẫn còn dơ bẩn thì sao? Thì mình vẫn tiếp tục là chỉ là những mảnh vụn trôi dạt đời này kiếp khác, chỗ này chỗ nọ, làm chó, làm heo, làm bò, làm ngựa, rồi ăn mày kỹ nữ, ăn cướp, lưu manh, du đảng, vân vân. Thì cái đó nó khổ dữ lắm. Cho nên ấy, là phải ráng tu tạo công đức hàm dưỡng các cái đức tánh, để chi? Để mà có thể trở về với cái nguồn gốc xuất phát của mình. Thì họ gọi cái giai đoạn đó là giai đoạn sống phạm hạnh Brahmachari. Đây là cái chữ gốc. Mà trước khi Thế Tôn ra đời đó, cái chữ Brahmachari này có nghĩa là cái sự hành trì để trở về với Phạm Thiên. Cái chữ Brahmachari nó nghĩa là gì đó? Sự hành trì để trở về với Phạm Thiên. Nhưng mà tới khi thế, bởi vậy gọi là phạm hạnh mà, phạm hạnh. Nhưng mà khi Thế Tôn ra đời thì Ngài là định nghĩa khác. Ngài là định nghĩa khác. Ngài định nghĩa chữ Brahma ở đây đó, chữ Brahma đây có nghĩa là thánh nhân. Ngài định nghĩa này là thánh nhân. Thánh nhân. Ngài vẫn xài nghĩa cũ, nhưng mà Ngài lại có thêm cái nghĩa mới nữa. Brahma ở đây đó, Ngài không có xài cái nghĩa là Phạm Thiên không, mà nghĩa là thánh nhân. Thánh nhân. Ngay cả cái chữ Brahmana là trước đây người ta hiểu nghĩa là Bà La Môn, là những người theo cái tín ngưỡng Bà La Môn giáo. Nhưng mà đến khi Ngài ra đời đó, thì Ngài vẫn dùng cái chữ đó cũ, nhưng Ngài thêm một nghĩa mới nữa, đó là chữ Brahmana là Bà La Môn, Ngài cũng chỉ cho thánh nhân. Tức là cả Phạm Thiên thì Ngài cũng cho một cái nghĩa mới, đó là chỉ cho cái thánh pháp, thánh đạo, cho cái chánh pháp, mà cũng có nghĩa là thánh nhân. Chữ Phạm Thiên Brahmachari là cái con đường hành trì để trở thành Phạm Thiên. Mà ngay cả chữ Brahmana cũng có nghĩa là như vậy, cũng có nghĩa là thánh nhân. Hay là hay chỗ đó đó. Ngài dùng lại nghĩa cũ nhưng mà Ngài thêm một cái nghĩa mới. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta biết là cái chữ file. Ngày xưa đó nó nghĩa là hồ sơ, một cái nghĩa là tên một loại cá, cá biển, ha? Cá thù, cá ngừ, cá thu, cá ngừ, cái gì tôi quên mất rồi. Nhưng mà cái chữ file này có nghĩa là con cá, mà nó cũng có nghĩa là cái hồ sơ. Nhưng mà bây giờ khi mà có cái computer ra đời rồi, mình thấy cái chữ file này là mà lại mang cái nghĩa khác, đúng không? Chắc chắn như vậy rồi. Chẳng hạn như trước đây cái chữ delete có chứ, ở trong tiếng Mỹ, tiếng Anh, trước khi mà cái computer ra đời, người ta đã biết cái chữ delete rồi. Nhưng mà hôm nay khi mà mình sử dụng computer, mình thấy chữ delete, mình hiểu cái nghĩa nó khác một chút, nghĩa nó khác một chút. Nó thêm, tôi vừa thấy bây giờ thì nhìn thấy cái chữ delete là mình lập tức là mình nghĩ tới computer liền. Thêm nghĩa mới là cũng vậy. Khi mà trước khi Thế Tôn ra đời đó thì có nhiều cái chữ được dùng rồi, nhưng mà khi Ngài ra đời, Ngài cho những cái chữ đó thêm một cái nghĩa mới nữa. Cho nên cái ông Bà La Môn này nè, nãy giờ tôi đi một vòng mênh mông để làm cái gì, để tôi giải thích cái bài kinh này. Ông cứ tưởng Ngài như ổng vậy đó, ông nói Ngài vô rừng Ngài thiền như vậy là chắc để mà mốt trở về trảnh như sư phụ đó, như Phạm Thiên đó. Ngài nói không, với một người như ta đó thì không còn một cái đam mê, một cái ước vọng gì hết, thì ta không còn chỗ để mà ta đi nữa. Kiếp mình là kiếp chót rồi, ta không có đi nữa, ta không có như các ngươi sống bên đây mà còn mong đi về chỗ này chỗ nọ ha. Nhưng mà nói cả thì mọi hiện hữu của danh sắc, mọi hiện hữu của quẩn xứ giới đế, nó là cái sự lặp lại, nó là sự tẻ nhạt, nó là sự vô ích, nó là sự mệt nhoài. Mà ta đã làm tới luôn cái chuyện đó quá nhiều lần rồi, bây giờ ta chán rồi, ta bỏ rồi, ta không thích nữa. Cội rễ sanh tử đã cắt bỏ rồi. Phải nói như vậy. Bài kinh này là nói, bài kinh trước là nói về cái chữ rừng, nói về cái chữ Nibbana. Bài kinh này thì lại nói về cái dòng sanh tử.
nó cũng được xem tương đương như vậy, xem như vậy. Có nghĩa là toàn bộ cái dòng sanh tử của mình nó chỉ là sự lặp lại thôi. Thí dụ như bây giờ một chính khách nào đó, mà tôi đang nói thứ đàng hoàng đó nha, một chính khách nào đó, một tổ chức, một cá nhân nào đó mà họ biến trái đất này nó trở thành cái thiên đường đó, thì sao? Thì mà 7 tỷ người trên trái đất này không cần phải lo lắng miếng cơm manh áo nữa rồi thì sao? Xe cộ máy bay mọi thứ cần là có, không cần có tốn kém nữa rồi thì sao? Sống hết 100 tuổi rồi thì cũng trở về đất. Cho dù chúng ta sống được 1 tỷ năm rồi thì sao? Hết 1 tỷ năm cũng trở về đất, và nó cứ lặp đi lặp lại. Ví dụ như bây giờ đâu ai mà mình muốn mình chết yểu, đúng không? Ai cũng muốn mình sống lâu. Tôi giả định như mỗi người sống được 100 tuổi và mình thương nghe thì mình được ở gần người đó, mình muốn cái món đồ gì thì mình sở hữu cái món đồ đó, rồi thì sao? Rồi thì sao? Cứ ăn rồi ngủ rồi thức dậy, đi đứng nằm ngồi, cười nói buồn vui, xong rồi ngủ, cứ như vậy nó cứ làm tấp làm tới làm lui, lặp đi lặp lại hết ngày này qua tháng khác, rồi để làm cái gì? Để làm cái gì? Tôi biết là tôi nói như vậy thì nhiều người họ sẽ nói rằng tại vì thì chùa nói chuyện giống như là bi quan, nhưng mà thật ra nếu mà nói rốt ráo đó, tôi bày cho các vị một cái kế nha, tôi bày cho các vị một cách tu lạ lắm, là có nhiều vấn đề mình nhìn ở mình không thấy, mình nhìn người ta đó mình mới thấy nha. Trong những buổi giảng mà tôi hay mượn buổi giảng này để tôi bày cho các vị một số cái mà quý vị có thể không thích, nhưng mà tôi vẫn nói đó là kinh nghiệm cá nhân. Có nhiều chuyện mình muốn thấy nó bậy dễ lắm, mình đừng có nhìn mình nhìn người khác á, mình muốn thấy nó bậy. Có nhiều, rất là nhiều chuyện mình làm mình không thấy kỳ, mà người ta làm mình thấy nó kỳ. Cho nên tu thiền quán là mình quan sát mình như là mình quan sát người khác, là chỗ đó. Bây giờ mình nhìn thấy một cái người nào đó họ giàu thiệt là giàu, rồi cứ sáng vậy cái có kẻ ăn người ở hầu hạ, cái sáng vậy cái chạy bộ đi đánh tennis, đi đánh golf, rồi ra biển, rồi ăn uống, rồi có kẻ hầu người hạ, họ cứ đi, họ chắp tay ở sau lưng, họ cứ đi ta ta te vậy đó, có người hầu hết, rồi cái hưởng thụ, rồi vợ chồng con cái cha mẹ con cháu, rồi cứ vui vẻ cả ngày, tối lên giường cao nệm êm chăn ấm nằm ngủ, ngủ xong sáng bắt đầu ngày mới cũng y chang vậy, người thấy nó kỳ cục lắm. Này tôi nói một câu nó hơi kỳ nha, nếu mà sống không lý tưởng, nếu sống không có lý tưởng tinh thần thì mình giống như mấy con chó nhà giàu vậy thôi. Tôi biết tôi nói cái này nặng lắm, rất là nặng, nhưng mà thật ra nó là như vậy. Nếu như mấy con chó nhà giàu giống như mấy con chim, mấy con chuột mà trong cái lồng, mấy cái củi bằng vàng vậy đó. Nếu mà nói ra nó hơi ác thì phải nói như vậy đó nha, cái dòng luân hồi. Đây là tôi đang nói là sướng đó nha, còn chưa tôi chưa nói là khổ đó. Cái thứ mà vật lộn với miếng cơm bên áo mờ mờ đất, nãy tôi đang ngủ ngon biết bao nhiêu trời làm đắp cái mền nó xuống chết, rồi bây giờ phải nghe nó alarm nó reo rồi mới bật dậy đi đánh răng súc miệng rửa mặt ra mà ngồi ở đây mà mở cái room nó mệt. Và mai là mình có làm gì đâu, mai là chỉ có đi ra mà ngồi nói chuyện không đó nhẹ, rồi một lát là ăn sơ sơ rồi cái trưa đi học sướng chết luôn vậy đó. Mà còn cái ấn nghe huống hồ chi người ta giờ này nè, các vị biết cái mùa tuyết đó, bây giờ chưa đâu vài bữa nữa tuyết nó lên tới cái đầu gối đó, tuyết nó lên tới cái đầu gối đó. Mà những người đi làm xa đó muốn cho kịp xe lửa đó là khoảng chừng họ muốn đi kịp chuyến tàu 7 giờ sáng đó, là coi như 5 giờ họ mới dậy rồi, họ phải dỡ thức ăn và đem theo, rồi đem mang cái bốt cao cái đầu gối đó, đi riết ra ngoài ga mình mà tuyết không lạnh như cắt, ra ngoài đó lập cập rồi đó, nhanh tay thì cầm được một ly cà phê, còn hả trẻ thì thôi lên đó ôm ba lô ngủ gà ngủ gật. Tôi đã từng đi những chuyến xe khuya, tôi biết những chuyến tàu khuya đó, ngủ ai trên tàu cũng ngủ gà ngủ gật ngủ gà ngủ gật đến vậy đó. Rồi cái cảm giác mà có những người họ ngồi họ ăn bánh mì, họ bẻ bánh mì mà bên đây mình nghe, rồi họ ngồi họ coi báo mình cũng nghe, cái âm thanh bên ngoài là tuyết nó rơi, trời thì chưa kịp sáng, cảm giác đó nó lạ lắm. Mà tôi ngồi tôi nghĩ trời ơi, cái này mà nó lặp đi lặp lại nhiều đời nhiều kiếp thì nó dễ sợ quá, dễ sợ quá. Cho nên ông này ông cứ tưởng là luân hồi là hay, nhưng mà thật ra đó nó là cái sự lặp lại, nó là sự lặp lại mệt nhoài và tẻ nhạt nhé. Rồi xong, tiếp theo là một bài kinh nữa, là bài kinh nuôi dưỡng mẹ. Là kinh nuôi dưỡng mẹ, tức là
ông này nè, ổng đi làm lụng cực khổ, để về ông nuôi dưỡng bà mẹ của ổng. Ma táo là mẹ, ma táo là mẹ thì nhiều ngôn ngữ trên thế giới ha, cái chữ mẹ tiếng Đức đó là cũng mút tờ ha, tiếng Việt Nam là mẹ là má ha, thì nhiều ngôn ngữ trên thế giới đều là chữ M hết. Mata là mẹ, cái chữ Posaka là sự nuôi dưỡng, Posaka là cái người nuôi dưỡng, từ cái động từ là Poseti là động từ là nuôi dưỡng ai đó. Và có một cái định nghĩa trong kinh đó là Uposatha, người ta dịch là trưởng tịnh, trưởng nó là nuôi lớn, trưởng là nuôi lớn. Thì có một cái truyền thuyết, nói truyền thuyết thì nghe nó kỳ, nhưng mà là một trong những cái định nghĩa của chữ Uposatha đó, nó có nghĩa là trưởng tịnh, có nghĩa là nuôi lớn cái sự thanh tịnh. Thì cái chữ Uposatha này nó từ cái căn post là nuôi dưỡng đó, post là nuôi dưỡng. Nhớ nha, sẵn học cái này học luôn cái kia, cái bồ sa cá là người nuôi dưỡng, mà bồ sa tí là nuôi dưỡng, mà nó từ cái căn post, rồi từ đó các ngài cũng cho mình biết là cái chữ bồ sa thá đó, nó có nghĩa là trưởng tịnh, là nghĩa là nuôi lớn cái sự thanh tịnh ở trong cái tâm hồn của mình, bồ sa thá. Còn cái chữ bồ tát là chữ âm nha, cái người Việt Nam theo tôi biết đó, thì từ đó giờ nó là người Việt Nam mình nó cứ kêu là ngày Bác Quan không à, ngày Bác Quan trai vậy thôi, chứ rồi có lâu 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 lắm đó, thì có nghe người nó Upo Sát Thái, nhưng mà thường chữ tăng đó, chứ không ai cư sĩ không ai biết chữ này, biết mà lạ, biết mà cũng hơi là lạ, nó biết mình nhưng mình biết nó. Thì chữ Upo Sát Thái là đối với chữ tăng nhé, chữ Upo Sát Thái là cái ngày 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 ngày, ngày giới đó, ngày rằm 30 đó, cái ngày mà chữ tăng tỳ kheo á thì là sám hối, tụng giới bổn, đọc nhau nghe. Cái thọ Bát Quan Trai thì nó vẫn có thể sanh thiên, là vì sao, là vì rằng một người mà thọ Bát Quan Trai đó, trong một ngày đêm đó họ có 8 cái điều mà giống như vị A La Hán. Một, vị La Hán suốt đời không có sát sinh, thì cái người Bát Quan Trai suốt đời không có sát sinh, xin lỗi, trong ngày đêm nó không có sát sinh. Vị La Hán suốt đời không có trộm cắp, không có hành dâm, không có nói dối, không có uống rượu, thì cái người cư sĩ mà thọ Bát Quan Trai thì vị A La Hán suốt đời không có năm cái đó, thì vị cư sĩ trong cái ngày thọ Bát Quan Trai cũng không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hành dâm, nói dối, uống rượu. Vị La Hán suốt đời ngày gì chưa, sau khi thưởng thức thích thú trong cái cam vũ nhạc, cái này mà đọc bản tiếng Việt á thì nó rối, chỉ cần đọc bản Pali thì nó sáng trưng nha, đọc bản Pali thì nó sáng trưng nha, mà đọc bản tiếng Pali thì là Ahang Thammena Phikkhang Pariyesami, rồi Thammena Phikkhang Pariyesatvamata Bedo Posemi, là con dùng cái phương thức hợp pháp để mà kiếm sống rồi nuôi dưỡng cha mẹ. Cái thâm mê nó là hợp pháp, đúng pháp, đúng pháp, tức nghĩa là không có làm cái chuyện tà mạn, không có sống bằng cái nghề mà lừa đảo giật dọc, rồi tham lam của người, lấy của phi nghĩa không, mà cái này là mồ hôi nước mắt của con đổ ra để con đổi lấy cái miếng cơm manh áo, về con cung dưỡng mẹ cha. Chỉ vậy thôi, thâm mê đó, thâm mê nó phích khăn và đi về xài mình là kiếm sống, kiếm cái miếng ăn ấy, chỉ vậy thôi, chứ không có. Còn cái bản tiếng Việt mình thì hơi cầu kỳ, con tìm món ăn thiết thực theo thường pháp. Trời ơi, nghe ớn quá, nghe ớn quá. Tìm món ăn thiết thực, trong ý kia là người ta chỉ là thâm mê nó phích khăn, phích khăn nghĩa là thực phẩm đó. Phích khú là nhân sinh, mà phích khăn là thực phẩm, cho nên là đức phích khăn là gì? Đức phích khăn có nghĩa là hạn hán,
là cái chỗ mà cái chỗ mà cái thời thời điểm mà kiếm sống khó khăn, ví dụ như hạn hán hay là thiên tai đấy, trong thần kinh gọi là đất phích khắc. Đất phích khắc là cái thời điểm khó tìm thực phẩm. Chẳng hạn cái đây là cái từ gọi chung, đất phích khắc là từ gọi chung. Ví dụ như bây giờ là lũ lụt rồi mưa bão rồi núi lửa rồi động đất vân vân, thất mùa. Thì trong tất cả những cái hoàn cảnh, những cái tình huống như vậy đó thì được gọi là đất phích khắc. Đất phích khắc cái thời buổi thời điểm mà tìm thức ăn không có dễ dàng đó. Còn chữ phích khắc là thực phẩm. Thì ở đây ông nói là A-hăng, đây tôi đọc một câu gọn rồi. A-hăng thâm mi đó, thưa sa môn Gautama, thì thật con đã thâm mi đó, phích khăn bây giờ sẽ con tìm cái thực phẩm một cách đúng pháp. Mà sau khi tìm được rồi đó, bây giờ sẽ toa là sau khi tìm được rồi thì ma đa cho cô xem mấy con mới nuôi dưỡng, mới đem về con cung dưỡng, nuôi dưỡng mẹ cha. Như vậy thôi. Thì cái bài kinh này không có gì để giải thích hết. Thì Đức Phật thì mới tán thán nó đúng rồi, đúng đúng đúng, làm như vậy là đúng. Cái người như vậy đó trước mắt đó, là được hiền thánh ở đời đó, tán thán ngợi khen, và về sau này đó, lìa bỏ thân này đó thì cũng sẽ được về trời hưởng lạc. Bởi vì phải nói đó, một cái người cư sĩ mà đúng nghĩa đó là dĩ nhiên là phải đi kiếm sống chứ đâu có ai nuôi mình ấy. Cho nên tất cả những cái tài sản vật chất mà người cư sĩ kiếm được đó, phải được chia thành bốn phần. Một là để trả cái nợ cũ, có nghĩa là để nuôi dưỡng ông bà cha mẹ và người hữu ân. Cho vay nợ mới là nuôi dưỡng vợ con, giúp đỡ bạn bè. Chứ là cho vay nợ mới. Cái thứ ba đó là đem luyện bỏ hố sâu, có nghĩa là cái phần thứ ba là cái phần thứ ba, có nghĩa là một phần tư đó. Phần thứ ba đó thì mình đem luyện bỏ hố sâu, nghĩa là mình xài cho mình chi tiêu cho bản thân. Và cái phần thứ tư đó, một phần tư đó, đó là đem chôn để dành, có nghĩa là làm phước. Thí dụ như mình có 4 đồng thì 1 đồng đó là để mà nuôi dưỡng cha mẹ thầy tổ người hữu ân, thứ hai là giúp đỡ vợ con nhé, nuôi lớn vợ con, thứ ba đó là xài cho mình, rồi cái thứ tư là đi làm phước. Thì một người cư sĩ đó sử dụng những tài sản vật chất mà một cách đúng mức là phải là như vậy. Người cư sĩ như vậy đó được gọi là sống đúng pháp. Người cư sĩ mà sống như vậy đó thì có thể ra đi bất cứ lúc nào. Người cư sĩ như vậy dù có vợ có chồng có con có cái có nhà có cửa có 100 thứ chuyện phải lo, nhưng mà nếu mà sống đúng như vậy đó thì họ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Họ ra đi trong một cái sự thanh thản, không có tiếc nuối, không có sợ hãi. Còn mình thì sao? Mình ấy thì mình mang tiếng cư sĩ là bởi vì mình có thọ tam quy, mình có làm lễ quy y, mình có pháp danh, mình có một sư phụ cụ thể điển hình nào đó. Cứ quẩn quẩn rồi lẩm rẩm thì ghé chùa một chút, còn bác quan tìm để mà lắng nghe. Đến cái lúc mà hữu sự đau buồn hay là sợ hãi đó, lúc bây giờ chánh pháp làm sao mà có thể giúp được mình, tự hỏi mình câu đó thôi. Khi mà cái thời gian mình dành cho cái chuyện mà tu tập đó, nó quá ít đi, thì khi hữu sự tức cái ngày khi buồn lo và sợ hãi đó, khi buồn lo và sợ hãi đó thì chánh pháp là sẽ giúp được mình. Mình bình thường mình đâu có nhớ, mà các vị phải nhớ một chuyện rất là quan trọng, đó là cái gì mà mình thường tâm niệm cái đó mới là của mình. Thế còn cái gì mà lâu lâu nhớ tới ăn lặng, nó không phải của mình. Mà nếu nó không phải của mình sao mình xài, nó không phải của mình. Nó giống như con ngựa mà mình thường cởi, thường dạy dỗ huấn luyện nó thì mình gặp chuyện mình mới tót lên nó mới chạy. Còn bình thường là mình cứ nuôi cho nó ăn mập thay, mình cứ bỏ cù bơ cù bất, nó mình không làm đụng tới nó thì có chuyện, chắc chuyện leo lên rồi nó nổi nó đá cho mà chết nha. Thì cái chuyện tu hành của y chang như vậy, bình thường là mình chỉ nghe pháp cho có vậy thôi, coi kinh cho có vậy thôi, nhưng mình không có đưa vào được trong cái máu trong tủy của mình, không đưa nó vào trong đời sống của mình, thì khi đụng chuyện nó khó lòng lắm nha, khó lòng lắm. Và đó là lý do tại sao mình phải nhờ cậy đến chuyện cầu an cầu siêu. Chứ một người cư sĩ mà coi như là có một cái đời sống
Phật pháp ngon lành đó, thì nói thiệt nha, cái chuyện là mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, làm gì có tăng ni sẵn ở đó để mà cầu nguyện tụng niệm cho mình ấy. Cái đó phải nhớ đó. Mình biết mình đi đâu đó, cho nên là đây mình nha, cái chỗ đó sống theo pháp là sao? Ông này cái hiện theo pháp của ông này nó chỉ cái mồ hôi nước mắt để ông đổi lấy miếng ăn về ông nuôi dưỡng cha mẹ, nhưng mà đối với người cư sĩ đó, thì chỉ thâm mê ná ở đây nghĩa nó sâu à, nó sâu lắm mà, nó phải là thất thánh sản à. Thâm mê ná là thất thánh sản nghe, có nghĩa là tính thế giới văn tầm quý trí, tính thế giới văn tầm quý trí, tính ở đây là đức tin nè, chánh tính ấy. Tính đây là niềm tin dựa trên trí tuệ, còn thí ở đây là cái sự trao ra, nghĩa là sự trao ra ba thứ, tức là tài thí, pháp thí và vô ý thí nha. Còn cái giới đây có nghĩa là xuất gia giới hay là cư sĩ giới. Xuất gia giới tức nghĩa là 227 hoặc là 311 hoặc là 105 của tỳ kheo, thì tôi ni và sa di hả. Còn cư sĩ là 5 giới, 8 giới và 10, 10 giới. Còn cái văn ở đây là phải là sự lắng nghe chánh pháp mà ở trong tăng chi bộ kinh Đức Phật có dạy rõ ha, có nghĩa là lắng nghe một cách tôn kính, ghi nhớ một cách tôn kính, hiểu nhận thức một cách tôn kính và hành trì một cách tôn kính, thì cái đó mới gọi là văn. Còn thứ nghe là chớp và chớp, có nghe mà bà xí bà tú bà lắp bà sạp bà đế, thì cái đó không phải là văn nha. Văn này là sẽ lắng nghe một cách cẩn thận, ghi nhớ cách cẩn thận và tìm hiểu cách cẩn thận nha. Tàm ở đây là sự biết thẹn, thẹn biết thẹn với chính mình, hoặc là biết thẹn khi mình nhìn về người khác, khi mình làm gì đó mình biết thẹn với mình hoặc thẹn với người đó, gọi là tàm. Còn quý đây là biết sợ, tàm đây là sao, tàm là biết thẹn là tự nghĩ là người như mình sẽ làm chuyện đó, còn nếu người khác họ biết mình làm chuyện đó nó có kỳ lắm không, họ có cười mình không, hoặc là long thần hộ pháp, những người khuất mặt họ đang quan sát mình á. Bình thường mình đụng chuyện á, thì mình cầu chư thiên, mà khi mình làm bậy á, thì mình quên mất là chư thiên đang nhìn mình. Các vị còn nghe rõ không? Alo. Rồi cảm ơn. Các vị thấy có thấy kỳ không? Khi mình bị lâm nạn á, thì mình cầu chư thiên, mình coi chư thiên là những người có thật ở đời à. Nhưng mà khi làm những tầm bậy á, thì mình lại quên nghĩ rằng chư thiên cũng đang nhìn mình vậy. Cái chuyện đó đặc biệt chứ, chuyện là đặc biệt. Khi mình làm bậy thì mình, khi mình hữu sự thì mình tin là chư thiên có, nhưng mà khi mình làm chuyện tầm bậy mình không nhớ là chư thiên đang nhìn mình. Thẹn là thẹn chỗ đó. Rồi còn cái quý đây là gì? Cái quý đây là bốn cái sợ. Một đó là sợ cắn rứt lương tâm. Sợ cắn rứt. Thứ hai là sợ tiếng đời. Thứ ba là pháp luật. Thứ tư là sa đọa. Quý là bốn cái này. Một là sợ cắn rứt, nghĩa là khi mình làm vậy là mình nghĩ chắc suốt đời mình ngủ không có yên nha, mình sợ mình làm chuyện này bây giờ là ok, nhưng mà sau này chắc cả đời này mình ngủ không yên đâu đó, mình sợ cái sự cắn rứt của bản thân. Thứ hai là mình sợ tiếng đời, nó rồi cái này làm người ta nói chết, nó cũng là một cái sợ. Dạ, cái này nó cũng là cái sợ. Cái này nó bảy cho nên tà với quý nó là một cặp, hôn thủy nó là một cặp, hôn trầm và thủy miên nó là một cặp. Ở đâu có hôn trầm nó có thủy miên nhé, thì cái tà với quý nó cũng là một cặp. Ở đâu có tạm nó có quý, mà đâu có quý thì nó có tạm nha, liên cặp. Thứ nhất là sợ cắn rứt, thứ hai là sợ tiếng đời, thứ ba là sợ pháp luật trừng trị, sợ pháp luật. Rồi thứ tư là sợ sa đọa. Có rất là nhiều chuyện, nếu mà nó cắn rứt thì nó không có đáng. Thí dụ như bây giờ mũi quá đi, mà nhà cũng một mình đập cái bóp cho nó đã, cái mắc gì mà phải đi bắt nó như thế mệt. Đập một con mũi thì có đầu cắn rứt, đập con mũi có ai biết đâu là tiếng đời, đập một con mũi thì có đâu rồi pháp luật, pháp luật có đâu có ai mình trừng trị người đập mũi, họ không thử mình thôi là mình có vụ trừng trị. Nhưng có cái bạn mình sợ cái sa đọa, thì như trong kinh nó nói có vị tỳ kheo thời Đức Phật
bị người ta hiểu lầm á, người ta tưởng là từng cái tên tội phạm mà đang bị truy nã đó. Cho nên vị này bị bắt, bị người ta nhìn mặt, hồi xưa làm gì có DNA, làm gì có dấu tay, cho nên đó là người ta mới bắt ở ngay, người ta mới lấy cái cây lao á, người ta xỉa từ hậu môn nó xỉa ngược lên trên vậy. Nó có bị tưởng tượng cái hình dung ra được không, có bị hình dung ra được không? Tức là mình ngồi xếp bằng mà bây giờ đó là người ta lấy một cái vật, một cái cây nhọn, người ta chọt từ dưới chọt thẳng lên lên trên xuyên qua cổ của mình luôn nha. Thì vị đó chết, trước khi chết thì Đức Phật kèm xuất hiện và nói cho vị nghe một câu pháp, rồi vị này định hành theo đó và đắc A-la-hán. Thì khi mà Đức Phật ngày kể lại chuyện đó cho Chư Tăng nghe, ngài nói đó là vị A-la-hán vì vừa viên tịch trên cái mũi lao hành hình ấy. Thì Chư Tăng mới hỏi rồi chứ, một cái vị la một vị la hán như vậy, thanh tịnh như vậy, một cái người có phước báo lắm mới trở thành la hán, mà tại sao phải chết một cách thê thảm như vậy? Thì Đức Phật ngài nói rằng thời xưa cái tiền kiếp là vị này từng là một đứa bé, lấy cái cây que nó xuyên qua con ruồi ấy để chơi, giết ruồi thế đó, chỉ lấy cái cây que mà xuyên qua và cách với cái tâm mà thích thú được cái chuyện đó, bây giờ nó bị vậy đó. Cho nên cái chuyện mà những người mà bị đá đè, bị xe đụng, mình dẹp lép đó, là nó do nhiều cái nhân, mà trong đó là mình có thể nghĩ có thể là do cái nghiệp đập mũi đập ruồi chứ gì hết đó. Thì do mình đập cho nên đời sau mình cũng bị chết đây kiểu vậy đó, chết đây kiểu mình dẹp lép vậy đó, để râm cái người lại đem ra không biết chôn chỗ nào, không biết lấy cái gì mà chôn, nó dẹp lép rồi. Cách đây mấy hôm tôi có coi một cái bài bài một cái tin ở trong internet, thấy ghê quá đi. Một cái bà, một cái cô phụ nữ ở miền Bắc á, mà cũng mang thai 8 tháng mà coi như là cũng bị xe nó tông sao, mà đứa bé đứa con nó văng ra ngoài luôn. Đứa con nó văng ra ngoài luôn, còn cổ thì coi như là nó cán cổ, mà đứa con văng ra còn cổ là coi như nát bét, hay lắm, cổ thì nát bét à, bấy hết á, nhưng mà đứa con thì nó văng ra trước cho nên nó còn nguyên, nó còn nguyên nguyên vẹn. Có nhiều cái chết cũng ghê lắm, cho nên là sợ như vậy đó. À, quý là quý nghĩa là sợ, mà sợ sa đọa có nghĩa là sợ bị cái khổ báo đời sau nha. Ok, tà quý chuồng trí đây có nghĩa là cái sự hiểu biết tính thế giới văn tầng quý trí, trí đây là trí, ở đây là hai trí, trí đây là hai trí nè, về nhân quả và tam tướng. À, phải nhớ nha, cái trí ở đây phải là vậy đó, trí là trí về nhân quả và trí về tâm tướng. Trí về nhân quả nghĩa là biết rằng không có việc làm nào của phàm phu mà không để lại cái hiệu ứng, nhớ nha, không có việc làm nào của phàm phu mà không để lại cái hiệu ứng. Có một vị thiền sư người Mỹ, khi mà được người ta đến hỏi, đến nhờ ngài định nghĩa vắn tắt về cái nghiệp báo của đạo Phật, thì ngài định nghĩa là nothing is nothing, không có gì là zero hết. Nghe câu nói nó rất là kỳ, nghe rất là kỳ, nothing is nothing, không, trên đời này không có việc gì là mà là zero hết, không có việc gì là, nói theo toán là không có việc gì là vô nghiệm hết, không có. Thì khi mà lấy tay mình gãi gãi mình chỉ gãi thôi, một người không học Abhidhamma nó không biết chuyện đó, họ không, họ tưởng là bây giờ người tôi đang ngồi mà nó ngứa là tôi gãi cái có đâu, nhưng mà thật đó là nghiệp đó. Nghiệp là nghiệp cái gì, khi mà mình bị ngứa là mình tâm sân đúng không, mình gãi nó đã nó là tâm tham đúng không, mà tham nó chính là tâm, là nó chính tham, nó chính là tâm bất thiện mà đúng không. Thì tham nó xuất hiện trong lúc nào, nó xuất hiện trong cái giai đoạn gọi là động lực Javanat ở trong một cái tâm lộ, mà đã nói là Javanat thì dứt khoát là nó của phàm phu á, hễ mà Javanat hiện thế thì dứt khoát là nó phải để lại cái quả trong kiếp sau. Các vị đi hỏi tất cả các vị A Tỳ Đàm ở trong nước, có phải vậy không? Tức là mỗi tâm lộ như vậy đó, nó có một giai đoạn gọi là đoạn Javanat. Thì cái Javanat đây là cái giai đoạn mà thiện hay ác của một cái lộ tâm. Đối với vị La Hán thì cái chỗ này nó là không không thiện không ác, đúng. Mà cái chuyện chuyện trên mây, chuyện của các ngài mắc mới mình hết, vì mình nói chuyện của mình đi ha. Mình nó là mỗi một lộ tâm như vậy đó ha. Thì ngay cái giai đoạn mà gọi là chấp ná đó, cái giai đoạn đó hoặc là tha hoặc là sân thì nó đều để đây là nghiệp nghiệp hết đấy. Cho nên cái người học đạo phải biết rằng không có cái việc làm nào của mình mà không để lại kết quả. Một là nó để lại cái quả liên hệ đến thân,
hai là cái quả liên hệ đến tâm, mà phải là để lại quả nha. Thứ hai nữa đó là về tâm tướng, là cái người Phật tử luôn hiểu rằng mọi sự mọi thứ có mặt ở đời này, hễ nó có mặt thì nó phải có lúc nó biến mất, hễ nó có sinh ra thì phải có lúc nó biến diệt, phải biết cái đó. Thứ nhất trí nhân quả là biết rằng không có việc làm nào không để lại hậu quả, không có. Và mọi thứ đời này nó do nhân vợ nhân quả mà có. Cái trí nhân quả là như vậy đó. Một là nhân quả đây là nghiệp báo, mà hai là nhân quả đây là nói về cái nhân duyên. Cái là mọi thứ ở đời này nó do có do nhân nhân duyên, và chính bản thân nó vừa là quả mà cũng rất có thể bản thân nó là nhân để tạo ra một cái khác. Nhớ nha, trí nhân quả phải hiểu sâu như vậy. Mọi thứ ở đời này đều do nhân duyên mà có, và bản thân nó vừa là quả của một cái nào đó, của một cái chuỗi mắt xích nào đó, mà bản thân nó vừa là quả mà bản thân nó cũng có thể là nhân cho một cái chuyện khác. Người Phật tử mà hiểu được chỗ này là đời sống nó mới có cái sự cẩn trọng. Các vị có nghe kịp không? Tôi nhắc lại, mọi sự ở đời nó đều do duyên do nhân mà có. Như vậy thì bản thân mọi sự ở đời bản thân nó trước hết là quả đấy, cái đó. Mà điều thứ hai nữa là bản thân nó tuy là quả nhưng cũng rất có thể là nhân cho một cái khác. Cứ nhớ nhiều lắm. Tôi ví dụ nha, tôi chửi các vị đó là nhân, mà khi các vị chửi tôi đó thì tôi bị chửi đó là quả, nhưng mà mọi sự nó đâu phải kết thúc ở chỗ tôi bị chửi đâu, đâu có ai mà hiểu gì chết rồi, nó đâu phải kết thúc chỗ đó. Tôi đời trước tôi chửi người ta cho nên đời này tôi mới bị người ta, từ ngày trước tôi chửi người ta cho nên bây giờ tôi bị người ta chửi lại. Nhưng mà rồi sao, mọi sự nó không có ngừng lại ở đây. Khi mà tôi bị người ta chửi tôi mới phản ứng, có đã không? Cách diễn diễn chắc chắn rồi, tôi còn phạm mà. Đời trước tôi gieo nhân tôi chửi người ta cho nên bây giờ tôi bị người ta chửi lại, mà khi người ta chửi tôi thì tôi phải có phản ứng chứ. Đó, như vậy là một vòng quay mới lại được bắt đầu. À, chưa hết, còn quý vị nữa. Đời trước tôi chửi người khác, bây giờ các vị nhìn cái mặt của tôi, các vị muốn chửi rồi. Thì như vậy các vị lại gieo cái nghiệp mới nữa, chứ không phải là ngày xưa tôi chửi người ta rồi bây giờ các vị chửi tôi là hết chuyện, đâu có. Dứt khoát là không, nó không có phải ngừng lại ở đó đâu, mà là nó là bắt đầu, là nó bắt đầu một cái vòng quay mới. Là sao? Bắt đầu ở chỗ là tôi bị chửi và tôi có phản ứng, coi như tôi tạo nghiệp mới. Và quý vị cũng vậy, khi quý vị nhìn mặt tôi muốn chửi và quý vị chửi tôi như vậy, như vậy quý vị đã tạo thêm cái nghiệp mới nữa. Cho nên ở đây cái trí nhân quả là biết rõ mọi thứ ở đời đều do nhân duyên mà có, bản thân mỗi sự vật là quả mà cũng có thể là nhân để tạo ra một cái khác. Cho nên mình sống sẽ sống trách nhiệm hơn, mình sống trách nhiệm hơn, mình sống cẩn trọng hơn là chỗ đó, đó. Nó gọi là trí nhân quả. Còn cái trí tam tướng, hay cái gì mà nó có mặt thì bắt buộc nó phải có lúc biến mất. Vì sao? Vì một cái lý do rất là khoa học chứ không có phải tôn giáo nha. Đừng có nghĩ rằng tại vì Phật nói như vậy cho nên mình nói theo, sai bét, không phải như vậy. Đừng có hiểu như vậy là sai bét. Đừng có hiểu là tại vì Phật nói, không 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 có cái chuyện mà vô thường, cái chuyện đó không phải là do Phật, không phải là Phật là người tạo ra cái luật đó. Chính ở trong tương ưng đó Phật dạy thế này, dù các đấng Như Lai có ra đời hay không thì cái luật tam tướng vô thường khổ vô ngã nó vẫn luôn luôn là như vậy. Hãy nhớ cái đó nha, hãy nhớ cái đó. Cho nên mọi sự nó phải tồn tại trong sự vô thường, mà lý do của nó rất là khoa học. Là vì sao? Là vì một đứa bé không thể nằm hoài trong bụng mẹ, nhớ nha, một đứa bé không thể nằm hoài trong bụng mẹ, nó phải đi ra. Mà khi nó đi ra rồi đó, từ cái màu đỏ của một hài nhi ấy, nó phải biến thành cái màu da sậm sồi mặn mòi của một đứa bé biết đi biết chạy, bắt buộc rồi chứ nó đỏ hoài hay sao, nó đâu có đỏ hoài được. Là mà tại sao nó đỏ là vì nó trong bụng mẹ đó, nó không có tiếp xúc với nắng gió mưa sương nha, và cái da cái thịt của nó chưa phát triển tới nơi, nó vẫn còn quá non, mà cộng với không có nắng gió mưa sương thì làm sao mà nó sậm sồi nó mặn mòi được. Và khi nó ra ngoài đó, theo năm tháng nó phải bớt đi cái màu đỏ, bớt riết đến một lúc nào đó mà cái da của nó trở giống cái màu y như màu người lớn. Rồi chưa hết, cái xương cốt cái da thịt của nó phải thay đổi để nó trở thành một thiếu nữ, một thiếu nam thiếu nữ. Mà vậy thì rồi vậy thì nó mới lên cái giai đoạn thanh niên trưởng thành, già dặn cứng cáp, rồi từ đó nó mới đi thêm một mớ năm tháng nữa nó mới ra trung niên, rồi từ trung niên nó phải đi đến ông già.
chứ không thể nào trên đời này có một cái gì mà nó đứng yên, kể cả những cái vật thể chúng ta tưởng như khoáng chất kim loại. Mình cầm một cái miếng viên kim cương hay là một miếng vàng, mình tưởng là mọi thứ nó đứng yên, không phải. Mọi cái phân tử, mọi cái nguyên tử vật chất trong đó nó luôn luôn biến động không ngừng ở trong đó, biến động không ngừng, biến động không ngừng trong đó, chứ không phải nó đứng yên như vậy nha. Cho nên là trong trung tâm nó có hai cái vô thường, hoặc là hai cái già đó, một là cái quy chí và hai là á quy chí, tức là cái thấy được và cái không có thấy được. Thấy được và không thấy được. Cái vô thường mình thấy được, ví dụ như mình thấy nước nè, hồi nãy nó là nguyên một vũng nước, cái trưa nắng cái nó bốc hơi, đó là vô thường mình thấy được. Hoặc là mình thấy một cái người mà cách đây 5 năm về trước mặt mày trơn mịn ha, đẹp đẽ, còn bây giờ nó sẽ nó càng lúc nó càng nhăn, nó đùng nó chảy xuống, mắt có dấu chân chim, ví dụ như vậy, thì cái vô thường nó mình còn thấy. Nhưng có những cái vô thường, ví dụ như bây giờ mình thấy cái bàn đi, cái bàn bằng gỗ tốt đó, thì nếu mà đừng có cố ý mà phá hoại đó, thì 5 năm trước rồi 5 năm sau rồi 10 năm trước 10 năm sau nó y chang, không biết nó vô thường như thế nào. Trong cái vô thường có hai, một là vô thường thấy được và không thấy được, nhưng mà dầu thấy không thấy thì trước sau nó cũng vô thường, mọi thứ nó luôn luôn bị đẩy về phía trước nha, nó không có đứng yên. Và theo khoa học họ cũng nhìn nhận cái đó, là mọi thứ nó tồn tại trong cái gì, nó tồn tại trong một cái nguyên tắc, đó là tiêu thụ năng lượng. Mọi sự tồn tại chỉ là quá trình tiêu thụ năng lượng và chuyển đổi bản chất. Giai đoạn sau phủ nhận giai đoạn trước, chỉ vậy thôi, nhớ nha. Đó, trí tính thích thánh sản đó, tính thế giới văn bằng quy trí, thì cái chữ trí đó phải hiểu như vậy đó. Nghĩa là trí về nhân quả và trí về tam tướng, phải hiểu như vậy đó nha. Tức là giai đoạn sau nó, giai đoạn sau nghĩa là khi mình là dậy thì sao, là mình phải bỏ đi cái giai đoạn mà trẻ con trước đó, rồi cái giai đoạn mà trưởng thành nó thì nó phủ nhận cái giai đoạn dậy thì, rồi cái giai đoạn trung niên nó phủ nhận cái giai đoạn thanh niên, rồi cái giai đoạn mà lão niên cái tuổi già nó phủ nhận cái giai đoạn trung niên, có nghĩa là cái nó bị đùng đẩy, mọi thứ nó bị đùng đẩy về phía trước, dù muốn dù không. Cho nên ấy, ở trong bộ Pháp Sư Samhita Mắt Cá, ngài Sa Lợi Phật ngài có nói thế này, cái vô thường ở cái khổ mà hiểu theo cái nghĩa mà thế gian đó là nó gắn liền với cảm thọ. Thí dụ như nó khổ ở đây nghĩa là ưu, thọ khổ ở đây có nghĩa là ưu của tâm hoặc là khổ của thân, thì gọi nói chung là khổ. Nhưng mà cái khổ này nó mới là khổ khổ trong ba khổ thôi nha. Cái khổ mà miệng chúng sanh mà hay nói đó, thì nó trời ơi sao mà cái đời tôi nó khổ quá trời này, hoặc là thế gian này là biển khổ chẳng hạn, thì họ nói cho đã, thì cái thật ra nó chỉ là mới là 1/3 cái khổ mà Đức Phật nói thôi, đó là khổ khổ nha. Chứ còn cái khổ mà nói cho rốt ráo đó, nó phải gồm luôn cả cái họ, cái khổ khổ là sự có mặt của đau khổ, sự có mặt của những gì làm cho mình ta khó chịu. Nhưng mà cái hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho mình thấy dễ chịu. Trong cái trung tâm còn nhớ ba cái khổ này không? Sự có mặt của những gì làm mình khó chịu thì gọi là khổ khổ. Rồi sự vắng mặt, phải định nghĩa vậy nó mới dễ nhớ, sự vắng mặt của cái gì làm mình dễ chịu thì gọi là hoại khổ. Rồi còn cái hành khổ là sao? Là tất cả sự có mặt của vạn hữu đều do chư duyên
chư duyên là các duyên ấy, đều do chư duyên mà có. Nên gọi là hạnh, hạnh khổ nó rốt ráo là như vậy đó. Mà không biết các vị còn nhớ cái thứ ba này không? Cái hoại khổ thì dễ rồi, cái hoại khổ nghĩa là khi mình đang sung sướng thì nó mất đi, đang hoạt thì nó bị cúp điện, nó dễ hiểu. Nhưng mà cái thứ ba này, cái sự lệ thuộc, cái thứ ba này có thể hiểu là sự lệ thuộc, sự lệ thuộc nhân duyên chính là khổ. Cái chỗ này rất là quan trọng, sự lệ thuộc. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần mà tôi bây giờ tôi vẫn muốn nói lại. Các vị mình ngồi mà bình tâm một chút mà thấy nó nản. Cái chuyện mà các vị ngồi ở đây trước máy mà nghe tôi nói chuyện ý, các vị đừng có nghĩ đơn giản là tại vì tôi muốn ha, tại vì tôi muốn, tại vì tôi có cái máy. Chỉ có hai cái đó thôi, một là tại vì tôi muốn, hai là tại vì tôi có cái máy cho nên tôi mới nghe suy nói được. Sai, hiểu hiểu gì chết rồi. Nó có tới 3.000 tỷ nha, 3.000 tỷ cái lý do, để 3.000 tỷ cái nhân duyên để mà quý vị có thể ngồi đi nghe nói, nghe tôi nói chuyện. Chứ đừng có tưởng là chỉ có hai là tại vì, một là tại vì tôi muốn, hai là tại vì tôi có cái máy. Nói gì sao được? Việt Nam mấy ngày nay nó bị cáp, vấn đề cáp quang nó bị trục trặc, các vị nghe đâu có được, thấy không? Đó là một cái nhân duyên. Thứ hai, chỉ cần mà tôi không có lên máy thì quý vị đâu có nghe được. Đó cũng là một cái nhân duyên. Rồi bản thân các vị không có bị nhức đầu, tiêu chảy, chóng mặt, đau lưng, không có bị buồn ngủ, vân vân. Không có cái đó các vị mới vào đi nghe tôi nói được. Nó tới 3.000, tôi nói rõ nha, 3.000 tỷ. 3.000 tỷ nhân duyên, chứ không phải là 53 đâu. Mà tôi ngồi tôi kể ra cho tới 1.000 năm nữa cũng chưa có hết. Rồi gia đình của các vị, chồng các vị, con các vị, cha mẹ các vị, nhà cửa các vị, công ăn việc làm của các vị nha, để không có vấn đề. Chứ chỉ cần mình đang ngồi mà như vậy mà ông boss của mình trong sở đó mà ông kêu bất ngờ, ông nói bây giờ đó, dù phải vô trong đây liền sớm hơn mỗi ngày nha, hồ sơ giấy tờ rối tung hết rồi, cô gọi là âm tính lộn rồi nha. Bây giờ mà chỉ cần một cú phone như vậy là coi như là mình phải tức tốc mình dọn, tức tốc là dọn liền nha. Như vậy thì rồi cái cơ thể mình nó tự nhớ có những cái đau lạ, thì nó đau trong cái chỗ mà hình như nó là ruột dư, mà đau chỗ này là chắc là bao tử nè, đau cái này chắc gan nè, đau cái này là thận nè, rồi đây là cái dấu hiệu của tăng xong nè, đây là dấu hiệu của cholesterol nè, đây là dấu hiệu của tim nè. Rồi chưa kể là thân nhân quyến thuộc của mình, bè bạn thân thiết của mình nha, nó tới 3.000 tỷ cái lý do nó mới gom lại để mà tạo lên cái sự có mặt của mình trước cái máy. Thì cái sự lệ thuộc duyên đó nó phải dễ. Các vị có bị nhức răng, tôi nói hoài những nhức răng, tôi lựa nhức răng là tại vì nhức răng nó là một cái chuyện mà tôi nói là nhẹ nhàng nhất, không cần mổ xẻ gì hết, chỉ cần mà nó nhức răng một cái hoặc là một cái hạt bụi nó vô mắt mình rồi ha, thì các vị không còn có thể suy nghĩ làm được chuyện gì hết. Toàn bộ đời sống của các vị nó lệ thuộc vào một vào 3.000 tỷ nhân duyên ở chỗ đó. Chỉ cần nhức răng một cái rồi là không có làm ăn cái gì hết, một hạt bụi nhỏ xíu lọt vô mắt của mình rồi đó, thì mấy chục kilo của mình lúc bây giờ vô nghĩa, bằng mọi giá phải lấy cái hạt bụi đó ra nha. Chứ còn mà hạt bụi đó mình đừng có nói nó nhỏ, sai, sai bé, sai bé. Hạt bụi nó nhỏ là khi nào mình đem mình căng kìa thì nó nhỏ đúng, chứ là đã vô con mắt của mình rồi mà mình không lấy nó ra đó hả, là khỏi làm ăn gì. Cho dù mình có 8 cái bằng tiến sĩ hả, mình làm giám đốc có 15 cái công ty hả, cũng không có giá trị gì hết. Mà làm ơn lấy gì nữa hạt bụi ra, bởi vì nó còn nằm trong con mắt này đó, thì tôi không có suy nghĩ, tôi không có quyết định, tôi không có suy tư được gì hết nha. Tôi cũng từng bị bụi vô mắt, tôi biết một chút xíu nhân duyên như vậy thôi. Thì cái người Phật tử hiểu được cái tam tướng là gì, là hiểu được cái khổ, hiểu được tam tướng phải hiểu cái rốt ráo cái vô thường này. Hồi nãy tôi nói rồi là mọi thứ nó phải bị thay đổi liên tục. Và thứ hai, cái khổ đây là gì? Khổ đây đó là không phải là sự khó chịu, mà nó còn bao gồm luôn cả cái sự bức bách. Ngài sẽ phát cái giải chữ bi lý tạc, bi lắm nhé, hay là bi lý tạc là cái sự thúc đẩy bức bách
ép buộc. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là dầu muốn dầu không thì mọi sự ở đời luôn luôn bị đẩy về phía trước. Có nghĩa là cái gì mình mà mình không muốn tự động nó phải có mặt, đó là cái bức bách thứ nhất. Đó là cái hoại khổ, cái khổ khổ mình không thích mà nó vẫn phải có mặt, đó là sự bức bách thứ nhất. Cái bức bách thứ hai là những thứ mình thích thì nó phải có lúc nó biến mất, tự nó bắt buộc nó phải có lúc nó biến mất, thì nó sẽ bức bách thứ hai. Cái bức bách thứ ba đó, đó là vạn sự ở đời phải do nhân duyên, nó phải lệ thuộc nhân duyên, không ai thể cưỡng được gì nữa. Cho dầu đó là bị chánh đẳng chánh giác cũng không thể cưỡng được cái này. Có nghĩa là ngài có thân là ngài phải chịu già, chịu bệnh, rồi chịu đói, chịu khát, chịu nóng, chịu lạnh, chịu đau, chịu nhức. Rồi các vị có thể nói vậy trên chư thiên, đúng, trên chư thiên họ không có bị những cái đói lạnh, những cái nóng lạnh đói khát, đúng, họ không bị đau nhức, nhưng họ là bị cái khác, họ bị cái là thân tâm luôn luôn sanh diệt. Rồi sao nữa? Họ càng lúc họ càng đẩy gần về cái chết. Chứ đâu phải là họ yên. Yeah. Mình tưởng là trên chư thiên là chắc sướng, đúng. Chư thiên họ sướng hơn mình ở chỗ họ không có phải gánh chịu những cái khổ của nhân loại, đúng. Nhưng mà họ có bị một cái bức bách khác, đó là họ càng lúc họ càng bị đẩy gần về cái chết. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Đẩy gần rồi sao nữa? Rồi thì chết. Chết rồi thì sao? Các vị biết, các vị đoán được cái gì rồi? Chết rồi thì là bất đắc. Chết rồi thì là bất đắc, có nghĩa là họ đọa ai đâu mà có biết. Còn cái chuyện mà quý vị nói là chết rồi mình trở lại trời đó, tôi không hứa nè. Tu hành cái gì mà về trời trở lại hả? Mai là mình chỉ có mấy chục năm đó, mà có chút xíu tiền là mình đã lo hưởng rồi. Huống gì họ sống mấy chục triệu năm mà coi như là muốn gì được nấy, thì họ tu rồi tu cái gì? Và cái thứ đó mà chết rồi thì đi đâu hả? Cho nên là mình đừng có tưởng về cõi trời là yên. Anh sống hết tuổi trên đó rồi đó, thì coi như là mọi thứ nó trở thành bất định và bất cảnh. Bất định và định và bất cảnh. Và trong thời gian mình mang thân người, nếu mình còn có cơ hội để mà mình gieo duyên giác ngộ, ví dụ như mình còn nhìn thấy cái cảnh sanh ly tử biệt, rồi thấy nắng nóng, thấy mưa dầm, thấy lầy lội, thấy côn trùng, mà những hình ảnh để cho nó còn làm cho mình thấy sợ sanh tử. Còn trên cõi trời là nhìn đâu cũng thơm ngát, mát lạnh, ánh sáng thì coi như là như ý, nhiệt độ như ý, mùi hương như ý, hương vị như ý, cái gì cũng như ý, thì coi như là cái cơ hội đó mà gieo duyên chán sợ sanh tử coi như không có. Cõi người nó khổ thiệt, nhưng mà phải nói sống mà tâm sân á, thấy nó thê thảm thiệt, nhưng ít ra đó, nó không có kéo dài sanh tử. Cái ghê gớm nhất đó là sống mà tâm tham ấy, nó kéo dài sanh tử. Cái thật sự cái mà kẻ thù của kẻ sanh tử không phải là cái nỗi khổ, mà là chính là cái niềm vui. Bởi vì cái nỗi khổ thấy vậy đó, nhưng mà nó là cái cơ hội rất là tốt để cho người ta chán sợ sanh tử. Mà có chán sợ thì mình mới ra khỏi nó được. Còn hãy sống còn có quá nhiều cái đam mê đó, thì cái khả năng mà ghim sâu gắm chặt nó càng nhiều. Phải nói như vậy. Cho nên hôm nay giờ tôi kêu các vị đừng có làm lầm phước thì kỳ, chứ đúng là lầm phước đó. Nếu mà không có cầu giải thoát đó, thì nó tạo ra cái quả lầm, mà quả lầm đó là nó gắn mình vào cái dòng luân hồi là còn dữ dằn hơn là làm ác. Làm ác thì nó dĩ nhiên rồi, làm ác không phải là con đường giải thoát, không phải. Do làm ác nó cũng có cái hay, cái hay thì kỳ quá, kệ nó luôn ha. Cái quả khổ có cái hay đó là nó làm cho mình thấy chán sợ sanh tử. Còn cái anh mà làm thiện thì không, cái thiện nó cho cái quả lầm nó làm cho mình thấy ngọt ngào, mà chính vì ngọt ngào mình thấy sanh tử nó có lý do. Đấy. Rồi xong. Tôi đã đi lạc đề nhưng mà lại không có ra ngoài cái nội dung kinh nha. Tức là tôi đi một cái chữ gọi là duyên pháp là như vậy đó. Duyên pháp này là tính thế giới văn bằng quý trí ha. Tiếp theo là bài kinh Phích Các Ca. Bài kinh Phích Các Ca. Tôi muốn thông qua lớp học này tôi gửi đến các vị những nhận thức mới. Cái mới gọi là do tôi chế, không phải là do tôi tạo ra, không phải là do tôi sáng tạo, mà có những cái mới mà tôi nghĩ rằng các vị phải có một cái nhìn kết hợp. Mới này nghĩa là nó có những cái sự kết hợp mà mình là cư sĩ mình không có nghiệp để mình thấm thía. Chỉ vậy thôi, người ta suy nghĩ giùm mình mà. Phích Các Ca. Phích Các Ca. Hồi nãy tôi có nói là phích khá là thực phẩm hả? Phích Các Ca là thực phẩm. Chỉ phích khá là thực phẩm.
mà phích cái cá bằng những chữ phích khú, có nghĩa là người đi ăn xin, những người đi xin người ta một cái gì đó để ăn. Thì cái ông này nè, ông cũng sống bằng cái hạnh phúc thịt. À, mà phải nói ai hôm nay mà có đi về Ấn Độ mới thấy được cái hình ảnh rất là đẹp. Đó là Ấn Độ nó là một cái xứ mà đủ thứ tôn giáo hết. À, tôn giáo nào cũng có thể tồn tại trên đất Ấn Độ. Và cái thứ hai là bên Ấn Độ đó, khi anh đã là tu sĩ không biết cái đạo nào, mà hễ mà anh đi ăn ăn xin thì anh hứa với anh không có đói, anh không có đói. Ấn Độ là xứ tôn giáo. Ví dụ như bây giờ mình theo đạo A đi, nhưng mình gặp cái ông đi đạo, ông theo đạo B mà ổng đi ăn xin đó, mình cũng có thể đem cho ổng được. Chúng ta ở cái xứ Việt Nam mình á, mình phải nhìn nhận mình ở cái xứ cũng là một cái vùng đất tín ngưỡng đó, nhưng phải nói là nó không bằng một gốc Ấn Độ về cái mặt mà gọi là sinh sôi tôn giáo thì không bằng. Ấn Độ là đạo gì cũng có, ngay cả bây giờ mấy người trung trung này nè, mà qua Ấn Độ chế ra cái đạo gì mà là mới mới là lạ nó cũng được nữa. Không là thế nào cũng trước sau cũng có đệ tử, không ngao thì lâu, không chống thì chày cũng phải có đệ tử nha. Nhưng mà nhớ là đừng làm cái gì, một là phạm pháp, hai là đừng chế ra cái gì mà nó chổi lại cái văn hóa bản địa ha. Chổi lại cái văn hóa bản địa thì mình hỏi các vị hỏi từ văn hóa bản địa là sao thì tính là tùy tùy quốc gia. Cái Việt Nam cái văn hóa bản địa mình là những cái thuần phong mỹ tục gì đó của Việt Nam, nhưng mà Ấn Độ thì họ cũng có cái gì đó của riêng họ, chứ cái thuần phong mỹ tục của họ ha. Thì thứ nhất là đừng có đi ngược lại pháp luật, hai là đừng chổi lại cái văn hóa xã hội, văn hóa bản địa đó ha. Chỉ cần quý vị bảo đảm hai cái này thôi thì ở Ấn Độ là coi như quý vị muốn lập cái đạo gì cũng được, cái cảnh đã lắm. Thì cái ông này nè, ông này cũng vậy, ông là theo đuổi một lý tưởng tôn giáo nào đó rồi thì sao, thì ổng đi ăn mài, khách như vậy đó, thích đi ăn mài, cái nhân sinh đầu đường xóa chợ vậy đó. Thì ổng thấy Đức Thế Tôn cũng đi khất thực, ổng lại ổng hỏi ngài, hỏi với ngài khất thực thì con cũng khất thực, như vậy thì giữa hai người đâu có cái gì khác nhau. Ổng tưởng như vậy, ổng thấy nó đơn giản quá, thấy đơn giản quá. Giống như hôm nay mình đã được thấy mấy người mang mắt kiến, hai người mang mắt kiến, một người thì họ mang mắt kiến là vì họ đọc sách nhiều, học nhiều, họ bị cận. Còn người kia thì họ bị cận bẩm sinh, cho nên nhìn thấy hai người đều cận hết, đều mang cái mắt kiến nó dậy như cái đít chai vậy đó. Nhưng mà thật ra đó là một người là không biết chữ, có thể là biết chữ, một người thì biết rất là nhiều chữ, một người không có chữ nào bỏ bụng hết, nhìn thì giống nhưng mà cái nội dung thì nó khác nha. Thì ông mới hỏi ngài vậy chứ là ngài khất thực mà tôi cũng khất thực thì khác nhau cái gì? Thì ngài nói là khất thực khác nhau chứ, không phải ai ăn xin cũng gọi là khất sĩ, không phải ai ăn xin cũng gọi là khất sĩ. Kinh tăng ở đây đó, ngày có nói là quyết sanh thâm á, có nghĩa là để cái bị lấy chú giải bỏ vô dùm đi. Quyết sanh thâm á ở đây có nghĩa là chỉ cho cái gì á, ngày gì ngày Minh Châu, ngày gì là pháp độc đó, nó khổ như vậy đó. Không phải ai ăn xin cũng gọi là khất sĩ. Cái chữ pháp độc ở đây đó là ngày cái này mấy người Việt Nam mà chắc biết cái hiệu vít xăng phải không, mốt đi ra đường lái xe nó đi Honda cái chữ vít xăng nhớ nha, vít xăng ở trong tiếng Bali đó, quý xá là độc, là cái chất độc đấy, quý xá là chất độc. Còn cái chữ vít xá là nó có ở trong đây dịch là đúc găm thá, có nghĩa là khó ngửi nha. Vì sao đây là khó ngửi. Lúc gần tháng này nó là khó ngửi. Ở trong khi Việt Nam ấy, Việt Nam nó Vít Xăng là cái công ty mà làm thực phẩm phải không? Tôi nhớ như Vít Xăng là công ty thực phẩm phải không? Trong rừng ai biết ta? Mấy trong rừng ai biết cái đó không ta? Mà trong rừng này chứ là Vít Xăng.
Việt Nam tôi nhớ, mà tôi nhớ chỉ biết sao nó là một cái công ty về thực phẩm, mà nó bán, nó sản xuất cái gì quý vị hè, sản xuất cái chi, tôi nhớ là thực phẩm hay, để tôi đọc báo thì biết. Và ở đây có mấy người tử họ cho tôi đồ ăn mà của Wissang này. Nhưng mà trong chú giải đó thì nói rằng là nó có nghĩa là khó ngửi, nó có nghĩa là khó ngửi. Biết sao là khó ngửi. Ok như vậy đi. Trời ơi. Hay quá. Giống như là ở Việt Nam nó có một cái siêu thị là kia là siêu thị Cora ấy. Mà trong tiếng Bali nó cho ra có nghĩa là ăn trộm. Ăn trộm. Cho nên tôi nghĩ là cái nên cái người biết chữ Bali mà họ nhìn thấy cái siêu thị mình cho ra là khó chịu lắm. Tại vì họ nhìn thấy là cái siêu thị là thế nào bị mất độ à. Cái tên nên rồi cho ra. Còn cái này là Vissan, công ty mà chữ Vissan ở đây có nghĩa là khó ngửi. Tiếng Bali là khó ngửi. Thì ngài nói rằng mình á, không phải ai đi ăn xin á, là cũng giống nhau, không phải ai ăn xin cũng được gọi là phi khú đâu, bởi vì những người nào mà họ có cái sở hành khó ngửi đó thì không gọi là cái người khất sĩ, không gọi là tỷ kheo. Không gọi là tỷ kheo mà ai sống lìa bỏ các cái tập khí sanh tử nói chung á. Ai mà lìa bỏ tập khí sanh tử nói chung thì người đó đó mới được gọi là tỷ kheo. Cái bài kinh này nếu mà một cái người mà không có học Phật pháp đó, thì bài kinh này học đọc vô hiểu không nổi, bởi vì trong đây rất là ngài sẽ nói một chuyện mà cái người không học Phật pháp chịu không nổi. Ai sống ở đời này từ bỏ các phước báo, đoạn trừ mọi ác pháp, hành trì theo phẩm hạnh, nghe nó rất là căng. Nhưng mà ở trong cái bản Pali thì nó sáng trưng à. Vô thác punyanh cha bà bằng chát ba hito ba brahmacharyan, ai sống ở đời này nè mà lìa bỏ các cái nhân sanh tử gồm thiện và ác, thiện ác đây là nhân sanh tử, mà thực hành cái gì brahmacharyan có nghĩa là thực hành phẩm hạnh, mà đây là hướng đến niết bàn đó, tu tập mà hướng đến cái niết bàn thì được gọi là phạm hạnh nha, còn mà hướng tới cái quả báo nhân thiên ấy thì không phải, cái đó gọi là mới là thiên hạnh nhưng mà là phạm hạnh nha. Cho nên ở đây đó là ai mà từ bỏ các cái chữ phước tội ở đây, cái quỳnh nhá và ba pá này phải nghĩa là phải hiểu là nhân sanh tử ha, thì ai mà lìa bỏ được cái nhân sanh tử sống hướng đến niết bàn ấy, thì cái người đó mới được gọi là tỳ kheo. Ai sống lìa bỏ các nhân sanh tử gồm cả thiện ác hướng đến niết bàn thì gọi là tỷ kheo. Bỏ cái câu kệ này vậy. Ai sống lìa bỏ, chúng mình có nói rõ nè, ai sống lìa bỏ vô thác buôn nhân cho ba bằng chát, ai sống lìa bỏ những cái tử gồm thiện ác hả, hướng đến niết bàn thì gọi là tỷ kheo. Thì gọi là tỷ kheo, thì nhớ cái đó đi, có học Phật pháp mới hiểu chỗ này chứ không thấy lạ. Mình nghĩ Phật pháp lúc nào cũng dạy ta làm lành lắm dữ, mà tại sao ở đây kêu kỳ cục vậy? Không, đây là một cái điều rất là độc đáo của đạo Phật. Thứ nhất, cái bước đầu thì dạy mình nó bố thí trì giới, nhưng mà tới cái bước thứ hai đó thì cho mình biết rằng tất cả công đức có hai khía cạnh cần phải hiểu. Một là công đức thì chỉ dẫn đến cái sự tái sanh các cõi nhân thiên. Nếu so với sự sa đọa thì sự tái sanh lên cõi nhân thiên. Nếu so với sự sa đọa thì nhân thiên tốt hơn. Nhưng nếu
so với niết bàn thì các cảnh giới nhân thiên vẫn còn là đáng sợ. Đó, cái vấn đề là chỗ đó đó. Cho nên buổi đầu mình tu rõ ràng nó có hai cấp. Cấp một là mình không biết cái gì hết thì mình được dạy rằm phước đi để hướng đến cõi nhân thiên. Nhưng mà khi mà họ đi vô chùa một thời gian lâu rồi đó, thì mình mới kê tay nói nhỏ cho họ biết một chuyện nữa, là đó giờ anh bậy hay quá đi, chuyện bậy nào anh cũng làm hết đó, cho nên anh phải làm lành lãnh dữ. Nhưng mà bây giờ tôi cho anh biết thêm bước thứ hai, cái chuyện quan trọng là anh phải cầu giải thoát, đừng có sanh tử nữa nha, đừng có sanh tử nữa. Bởi vì sao? Là vì so với sự sa đọa bốn cái cõi khổ ấy thì nhân thiên tốt hơn, đúng. Nhưng mà nếu mà so với cái sự vô sinh của niết bàn ấy thì cảnh giới nhân thiên vẫn còn đáng sợ. Đi từng bước như vậy, nó y như là cái đời sống mình thường ngày mình thấy. Buổi đầu á, con nít thì phải ráng đi học để mà lớn lên, nó có nghề nghiệp, có tiền bạc. Nhưng mà sẽ có một lúc nào đó trong đời nó, khi mà nó 8-90 tuổi rồi đó, nó sẽ thấy rằng cái sinh mạng của mình nó đáng hơn hết thầy nha. Hồi nhỏ đời sống mình nó là một sự quẩn quanh, hồi nhỏ nó mình có sức khỏe ha, mình có tuổi trẻ ha, mình có nhan sắc, mình đem bán rẻ ba thứ này để đổi lấy đồng tiền. Đến một lúc nào đó khi có tiền rồi thì mình mới dùng tiền mà đi mua ngược trở lại sức khỏe. Có không? Các vị nghĩ cái đó có không? Bởi đời sống nó đáng chán, mà đáng chán chỗ đó. Hồi mình còn trẻ còn khỏe đó thì mình đem cái tuổi trẻ sức khỏe mình đi đổi lấy đồng tiền. Rồi đến lúc mà mình trở thành có tiền rồi đó thì mình mới dùng tiền mình mua trở lại cái tuổi trẻ và cái sức khỏe. Ngồi nghĩ là phải ngán chứ. Bây giờ tôi ngồi tôi nhìn tôi thấy cụ bà lão bộ uống thuốc á, tôi ngồi tôi nhớ là hết hồn. Nhớ trời đất ơi, cái thời cái tuổi mà đẹp nhất của con người á thì đi hành hạ đi đầy đoạn á. Trời đất ơi, các vị ra ngoài sao lửa ngoài ngoài ra các vị nhìn thấy ngậm ngùi lắm. Biết bao nhiêu nam thanh nữ tú ha, nhan sắc rồi sức khỏe rồi cơ bắp cường tráng. Và các bạn biết bây giờ họ đi về đâu không? Họ đi vô trong sở, họ vùi chôn xác bướm cành khô nơi đáy mộ. Bây giờ nhan sắc đó, cơ bắp đó mà giờ đem vô trong sở, đóng cửa lại, ngồi trước computer. Mấy chục năm sau, khi mà nhan sắc nó bị xệ xuống rồi đó, nó xấu quắc rồi đó, họ về hưu rồi đó, lúc bây giờ họ mới lấy tiền họ đi, họ tập fitness rồi đi chạy bộ, leo núi, bơi lội, yoga, dưỡng sinh thì tùm lum hết trơn, uống thuốc, uống sâm rồi nào đó. Cái gì đó đông trùng hạ thảo rồi tùm lum hết, ai bài tầm bảy tầm ba thì cũng uống. Mà cái giai đoạn mà đẹp nhất, khỏe nhất, vui nhất, ngon lành nhất thì đi bán cái đó đi, đem bán cái sức khỏe và tuổi trẻ để đổi lấy tiền nhé. Mà tới hồi có tiền rồi thì mới lấy cái tiền mua ngược lại những thứ mình bán nha. Cho nên ở đây đó, thấy cái chỗ này là Đức Phật thì mới dạy rằng đã còn sanh tử thì còn khổ là chỗ đó. Cho nên thiện ác lúc bây giờ nó đều trở thành ra là gánh nặng hết rồi. Sân bài kinh tiếp theo là cái bài kinh săn gà rồi bác. Nay là giá nặng phải đi cho nó hết, giá nặng phải hết. Tiếp theo là bài kinh Sangharva. Sangharva. Rồi xong. Bài kinh Sangharva là ông Bà La Môn tên là Sangharva này nè. Ông đối với Ngạ Nan ấy, ổng vừa là ổng không phải là đệ tử nhưng mà ổng xem ngài là một người bạn thân, ổng coi ngài là một người bạn giống như ai hè, trong đây gọi là ghi hít Sa hà giá.
đó thì có những người cư sĩ họ mến thương một vị sư, nhưng mà họ không có muốn coi vị đó là sư phụ, và bản thân họ họ cũng không có coi họ là một người đệ tử cư sĩ, giống như là ông Tô Đông Pha với là ông Phật Ấn vậy đó. Không biết các vị còn nhớ hai người này không? Thời nay cái văn minh quá đi, rồi computer rồi sách báo nhiều quá, nhưng có nhiều cái chuyện cũ mà con không có thời giờ để đọc. Nhiều khi tôi năm nay tôi cũng mới có 40 ngoài, mà nhiều lúc tôi ngồi tôi tiếp xúc với Phật tử Việt Nam á, tôi cảm giác tôi già lắm. Vậy như nói về Tô Đông Pha, rồi Nguyễn Du, rồi Lưu Vũ Trích, rồi Liễu Tôn Nguyên, Lý Bạch, Đỗ Phủ, nhiều người bây giờ họ không còn thời gian để biết những cái đó nữa. Họ không còn biết nữa. Cách đây lâu rồi tôi có đọc một cái câu thơ mà tôi nói chuyện với một nhóm Phật tử mà họ mở trừng con mắt, họ nhìn tôi, họ không hề biết. Mà cái đó ai, nếu mà ai đọc sách thiền cũng biết cái đó hết. Thiên gian hữu thủy, thiên gian thủy, vạn lý vô vân, vạn lý thiên, ngàn sông, ngàn nước, ngàn căn hiện, bao dặm không mây, bấy dặm trời. Cái câu tôi thích lắm. Mà họ, khi tôi đọc lại cho họ chép, mà họ nói họ chưa từng biết cái câu đó. Mà tôi lúc tôi mới giật mình, cái chắc bây giờ mình già thiệt rồi. Bởi vì những cái mình biết nó thuộc về lớp trước rồi. Thiên gian hữu thủy, thiên gian thủy, vạn lý vô vân, vạn lý thiên, ngàn sông, ngàn nước, ngàn trăng hiện, bao dặm không mây, bấy dặm trời. Có nghĩa là mặt trăng nó có một thôi, nhưng mà trên mặt đất có bao nhiêu chỗ phản chiếu thì có bấy nhiêu vầng trăng. Mà vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Còn bầu trời cũng vậy, hãy chỗ nào không có mây thì chỗ đó là trời. Có nghĩa là sao? Cái câu này rất là sâu. Có nghĩa là cái lòng mình nó càng mở ra chừng nào thì cái thế giới sống của mình nó càng rộng ra chừng đó. Hay gì nữa hay chừng đó. Ngàn sông, ngàn nước, ngàn trăng hiện. Càng nhiều chỗ phản chiếu, càng nhiều chỗ phản chiếu thì mặt trăng nó xuất hiện càng nhiều chỗ, càng nhiều mặt trăng. Như là nhiều mặt trăng vậy. Còn trời thì chỗ nào không có mây thì đó chính là trời đó. Hãy cứ gần không mây là trời, không mây là trời. Ok. Thì cái ông Phật Ấn, cái ông là một hòa thượng mà tôi Đông Pha thương ghê lắm. Thương ghê lắm. Thì cái ông Sangharava này cũng vậy. Ông Sangharava này nè, ông đó là ngài mà Ananda cũng vậy đó. Mà nói tên Phật Ấn tôi nhớ một chuyện. Có lần nó ông gửi cho ngài. Ông gửi cho ông Tô Đông Pha, gửi cho ông Phật Ấn một cái quà. Trời đó viết một cái câu tôi ghét không? Ông để là bát phong suy bất động. Ý ông nói là bát phong tức là tám ngọn gió đời đó, là khen chê vinh nhục nói ổng là không có thấm thía gì hết. Ông gửi cái quạt đó cho Phật Ấn. Ông để là bát phong suy bất động, nghĩa là ông nói ổng bây giờ là Phật pháp của ổng bây giờ là ngon lành rồi. Thì coi như là Phật Ấn thấy như vậy, Phật Ấn viết ra cái mặt sau của cái quạt, Phật Ấn để thế này: bát phong suy bất động là bát phong suy bất động, nhưng mà thật ra đó một cái tiếng đánh rắm thôi. Cái tiếng đánh rắm của tôi đó còn hơn là tiếng đánh rắm của tôi có thể đẩy ông được, đẩy ông từ bờ kia qua bờ này được, chứ đừng đánh vào bát phong đi. Ông nói bát phong suy bất động tám ngoài đời không làm ông suy xiển, nhưng mà đối với tôi đó cái năng lực của ông chỉ bằng tiếng đánh rắm của tôi thôi. Tôi Đông Pha giận quá, sức giận. Ông nhà ở bên kia xong, ông đi thuyền gấp qua bên chùa để gây ông sư một trận. Thì ông sư thấy thuyền Tô Đông Pha về cặp bến, ông bước ra, ông nói: ông thấy không, tám ngọn gió đời không thổi được ông, mà chỉ một tiếng đánh rắm trên cái quạt thôi đã thổi ông từ bờ kia qua tới bờ này. Tô Đông Pha nghe ông mới tỉnh ngộ. Nhiều lắm, nhiều giai thoại giữa cái cặp bạn bè này. Thì cũng Việt Nam mình nhiều lắm. Việt Nam các sĩ nói chuyện có tàu, nhưng Việt Nam cũng có nhiều trường hợp giống như vậy. Tức nghĩa là những người họ không có bái tăng làm thầy, không có bái tăng vi sư, nhưng mà họ coi là bạn. Thì cái ông này ổng có theo một cái chuyện hạnh, đó là ổng tin là mình tóm có thể rửa tội được. Tiếng Pali gọi là ú đá cá là nước hè, ú đá cá xuất thì cá, mình tạm dịch là thanh tẩy. Ông tin như vậy, ông tin đó là tắm nước xong nó làm cho nó hết tội đi. Ông cấp cô độc cũng có một người, một cái cô nữ tỳ tên là Pune.
Thấy cô này đó là cô đi ra ngoài sông lấy nước, cô thấy người ta tắm người ta lặn chứ, cô hỏi tại sao mà trời lạnh như vậy. Tôi vì bất đắc dĩ mà tôi xuống sông tôi lấy nước, còn mấy người mắc cái chứng gì mà xuống sông này mà ngâm mà dầm mà lạnh lẽo này, mà nó để rửa tội, có bao nhiêu tội xuống nên ngâm nó hết. Chỉ cô này cô mới hỏi gì chứ, nếu mà ngâm mà hết tội thì mấy con cá, mấy con cua, mấy con tôm, mấy con tép ở dưới chắc nó hết tội rồi hay sao? Ở đây cũng vậy, ở đây thì ông này cũng có cái niềm tin đó là cứ ngâm mình xuống nước như vậy thì nó sẽ bớt phần nào tội lỗi, bớt phần nào cái ô trượt, như vậy mình sẽ về trời, về phẩm thiên nó nhanh hơn, nó dễ hơn. Mà trong các pháp môn mình thấy pháp môn mình thờ mà mình ngâm nước này cũng nó gọn à, lửa thì cũng phải chuẩn bị nhiên liệu, còn không nó những pháp môn khô mốc, pháp môn khổ hạnh thì đầy đọa thân xác, nhưng mà riêng về cái ngâm nước này thì nó gọi cái cảnh mà xối hoài như vậy, mà nhất là xứ nóng nó thì đã biết bao nhiêu. Nhưng mà tới hôm đây thì hôm đây mới nói thế này, hôm đây mới nói rằng là đó là cái tà kiến, tin như vậy là cái tà kiến. Thì cái câu chuyện khi đến Đức Phật á, thì ngài mới giải thích cho ông này ông nghe thế này. Ông nói đó, ông Bà La Môn trước ông nói Đức Phật trước chứ, ông nói nó bằng ngày tôi làm nghiệp gì tầm bậy tầm bạ đó, cái tôi tắm là hết rồi. Thì ngày ngày Đức Phật hỏi tại sao ông nghĩ cái gì mà ông đi ngâm nước như vậy đó, thì ông trả lời như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy thế này: không có một cái cách nào để làm sạch cái nội tâm của một con người hết, ngoại trừ ra là sự hành trì chánh pháp. Có một cái bài kinh trước đây mấy bà con còn nhớ không, Đức Phật dạy rằng phẩm hạnh chính là cái phép tắm không cần nước, mấy còn nhớ không? Đời sống phẩm hạnh là một cái phép tắm mà không có cần nước. Còn ở đây ngài dạy rằng là cũng nội dung y hệt như vậy đó, ngài nói chánh pháp lão hồ giới là bánh nước tắm. Ngài nói cái chữ giới đây nó gồm có ba hả, là giới thân, giới khẩu và giới ý. Giới đây là gồm có ba, giới thân có nghĩa là cái chuyện gì hại mình hại người, chuyện gì mà do tham sân tác động thì không làm chuyện đó. Mình nhớ nè, cái này hiểu cái này, việc gì hại mình hại người đời trong đời này đời sau và do phiền não tác động thì không làm, không nói, không nghĩ đến, gọi chung là giới. Việc gì hại mình hại người đời này đời sau và do phiền não tác động thì không làm, không nói, không nghĩ đến. Nhớ như vậy đó, chứ còn giới mà hiểu theo cái nghĩa mà số là chết rồi nha, năm giới tám giới nó là hiểu vậy không có sai nha, nhưng mà hẹp dữ dội hẹp lắm, phải hiểu như vậy. Họ hỏi chữ giới gồm cái ba là sao mà nó giới thân, giới khẩu, giới ý. Thì giới này nghĩa là gì? Là giới thân là việc gì hại mình hại người mà trong đời này đời sau mà lại do phiền não tác động nữa thì cái việc đó mình không có làm, đó gọi là giới thân. Rồi còn cái lời nào mà hại mình hại người đời này đời sau và do phiền não tác động đó, thì cái đó mình không có nói, đó là giới khẩu. Còn giới ý nghĩa là việc gì hại mình hại người đời này đời sau và do phiền não tác động đó, thì không không có nghĩ tới nữa. Bây giờ mình đang lái xe, đang lặt rau, đang quét nhà mà có một cái tư tưởng gì mà nó mang cái nội dung hại mình hại người là mình biết liền. Thì cái này bậy nha, thì khi mình biết cái này bậy nha, nó là lúc đó mình đang giữ giới ý đó. Nha, đó đang giữ giới ý. Chứ còn mà các vị đi học hành nghiên cứu cao siêu mà mấy cái này mấy cái mềm nhất, nhẹ nhất, dễ nhớ nhất, đơn giản nhất mà lại không có hành trì thì tôi nghĩ cũng khó. Tập lâu ngày nó quen, nó thú vị lắm quý vị, rất là thú vị. Cứ làm cứ nhớ chừng nha, cứ nhớ chừng. Cái này bậy nha, chỉ vậy thôi, cứ nhớ chừng chừng đang làm cái gì mà chứ có một suy nghĩ tào lao. Cái này bậy nha, lâu ngày nó quen thì đó gọi là cái giới ý. Và có một cái câu nói này mình bắt buộc phải thuộc lòng nha: đừng xem nhẹ một số
suy nghĩ nào? Bởi nó được lặp lại nhiều lần sẽ biến thành hành động. Hành động nhiều lần sẽ biến thành thói quen. Thói quen nhân cách. Và nhân cách tạo ra số phận chúng ta. Đó, cái câu đã bắt buộc phải tụ lòng. Đừng xem nhẹ một suy nghĩ nào. Ví dụ như mình nói với quý vị lớn tuổi hơn 18 tuổi, quý vị hiểu rồi. Có những suy nghĩ mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, nó biến thành hành động. Ví dụ như các vị không có thích tôi. Nếu mà đúng là một người Phật tử, các vị không thích tôi, các vị đó là ác cảm, đúng rồi. Mỗi lần nghĩ mà tôi, các vị thấy khó chịu, các vị nói đây là ác cảm, không cần thiết. Thì mình không thích ổng thì thôi, chứ không nhất thiết phải nhớ về ổng để mà bực mình nha. Chứ còn đằng này, cứ mỗi lần nghĩ về tôi, các vị bực, từ cái bực đó các vị mới là nghĩ thêm nó, tại sao mình bực ổng. Nghĩ thêm, lâu ngày nó biến thành hành động. Biến thành hành động là bằng cách nào? Là các vị gặp tôi, các vị hay nguýt, rồi các vị làm những động tác mà đánh chó, chửi mèo, dằn mâm, sáng chén, đá bàn, xô ghế, vân vân. Mà tại sao phải đi xa như vậy? Các vị chỉ cần các vị nghĩ về tôi, các vị thấy khó chịu, các vị nói, không nên nha. Thành kiến, ác cảm nha. Chỉ nghĩ về ta đủ rồi. Chứ bắt cái gì phải suy nghĩ sâu vô đó, đào sâu khoét rộng gì vậy hả? Cho nên đừng suy nghĩ, đừng xem nhẹ một suy nghĩ nào. Vì sao? Là vì nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó biến thành hành động. Và hành động nhiều lần nó biến thành thói quen nhân cách. Và nhân cách chính là cái số phận của chúng ta. Đó, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó. Cho nên chánh pháp là ao hồ, giới là bên đức tâm, là vậy đó. Giới là giới thân, giới khẩu, giới ý, là chỗ đó đó. Mình rửa mình, mình tắm rửa mình bằng cái pháp tu này. Cứ nhớ là cái này hại mình, hại người ha. Rồi sao nữa? Đời này đời sau. Tại có những cái đó, nó chỉ có hại trước mắt mà nó không có, về lâu về dài thì không có gì. Nhưng mà có những cái chuyện tào lao mà nó hại cho mình đời này và đời sau. Mà thông thường mà nó thì không có cái chuyện bậy nào mà nó không có đời này đời sau hết. Chuyện bậy nào cũng là có cái hại cho đời này đời sau. Và cái việc nào mà nó do cái phiền não tác động, phải nói cái đó nữa, phải nói thêm cái vụ đó nữa, là do phiền não tác động. Chắc chắn cái này là một cái bộ ba này không có rời nhau. Những cái nào mà hại mình hại người thì dứt khoát là nó có vụ mà đời này đời sau rồi, có hại cho cả hai đời. Và dứt khoát là nó phải có cái tiêu chuẩn thứ ba, đó là do phiền não tác động nha. Đó là bài kinh Sangharavat. Mà cái ông này nè, cái ông Sangharavat này nè, mai mốt chúng ta có gì tôi sẽ học một bài kinh khác về ông. Ông có lần cũng ông đó, ông đến hỏi Đức Phật một câu hỏi rất là hay, rất là cần cho mình ở đây. Ông hỏi bạch Thế Tôn là vì sao mà hồi con còn trẻ đó dễ nhớ lâu quên, học cái gì cũng dễ nhớ mà lâu quên, dễ nhớ mà khó quên, còn bây giờ tuổi già rồi đó, học cái gì cũng khó nhớ mà dễ quên là sao? Hồi nhỏ đó là dễ nhớ mà khó quên, còn bây giờ đó là dễ quên mà khó nhớ. Thì Đức Phật thì giải thích rằng đó là nó có nhiều cái lý do, có rất là nhiều lý do để một người bị cái tình trạng đó. Tuy nhiên nói theo cái tinh thần tu học á, thì người hành giả phải nhớ rằng cái giây phút nào mà cái tâm của mình mà nó bị năm triền cái chi phối tác động ảnh hưởng thì nó sẽ tạo ra một cái tình trạng đó là khó nhớ, dễ quên. Chuyện này mấy ví dụ cũng giống như cái tâm mình khi nào mà nó bị sân hận, nó giống như nước mà đang sôi vậy đó, mình không có nhìn mặt mình trong đó được. Cái tâm mình lúc đó đang tham dục á, thì nó giống như nước đang bị nhiễm màu vậy đó. Còn cái tâm mình đang buồn ngủ hôn thủy, nó giống như nước bị rong rêu vậy đó. Còn tâm mình đang phóng dật thì nó giống như nước nó đang bị gió thổi gợn sóng lăn tăn vậy đó. Thì ngài nói rằng là cái tâm mình bị năm cái triền cái nó chi phối thì nó giống hệt như mặt nước mà bị cặn cáo, bị gió thổi, bị sôi, bị rong rêu. Thì cũng vậy, nội tâm nó càng thanh tịnh thì càng sáng suốt, dễ nhớ, dễ hiểu vấn đề hơn.
Thì cái người hỏi câu hỏi đó chính là ông Sangharavat. Thì hôm nay trong cái bài kinh này thì không phải là câu hỏi đó, mà là câu hỏi, mà là một cái vấn đề khác. Vấn đề là vấn đề mà rửa tội của ông đó. Ok, bây giờ mình học bài kinh cuối cùng nha, đó là bài kinh Khô Madusa. Khô Madusa, cái bài kinh này nè. Khô Madusa, rồi bài kinh cuối cùng. Cuối cùng cho một tình yêu. Đây bài kinh này nó bây giờ nó là 7:30 rồi, dễ sợ ha, 7:30 rồi. Cái bài kinh này nó có cái chuyện như thế này. Ở trong chú giải nói rằng là buổi sáng hôm đó Đức Thế Tôn nhìn thấy cái cơ duyên của mấy cái ông Bà La Môn này, nhìn thấy cái cơ duyên thì muốn là tế độ ổng, nhưng mà ngài biết rằng họ là những người mà có cái thành kiến, quên nhé, cái này cũng cho các vị học luôn cái chữ khôn á cho biết ha, nhất là phụ nữ khô mới là vậy, vậy đó sợi khô mới khô mà đút sắt là vải sợi vải bông sợi người gọi theo bây giờ là bằng linen nhé, vì bà con biết linen không, cái linen này nó mặc nó mát giống như là cu tông vậy đó, có tình nhưng mà nó có cái bẫy là nó khó ủi lắm, nó khó ủi, nó cứ nhăn cái mặt nó thì nó thấm mồ hôi dễ thương, mấy cái áo tông. Ok, khô mà đúng sắc là bằng linen. Thì bây giờ tôi trở lại cái bài kinh này đó, đó là buổi sáng nhìn thấy cái cơ duyên của mấy ông này nên ngày muốn tới độ ổng, nhưng mà cái cách nào đây? Cho nên các vị có nhìn trong chánh kinh, các vị có thấy không, trong chánh kinh ấy có nói rằng lúc bấy giờ các Bà La Môn gia chủ ở Khô Ma Đú Sát đang tụ họp tại hội trường để giải quyết một vài vấn đề, và trời đang mưa đó. Cái mưa này không phải là hiện tượng thiên nhiên mà là do cái thần thông của Đức Phật. Ngài trong này có nói rằng, trong đây trong chú giải nói rằng ngài suy nghĩ tự nhiên mà ta đi vào trong đó thì là không có tiện. Tự nhiên vô sự, vô nhân vô duyên mà bước vào trong đó thì nó không có tiện. Tiếng Pali gọi là Appha Sukkatha Tukkang. Appha Sukkatha không có tiện. Appha Sukkatha Tukkang. Nó có tiện hay bất tiện, nó không được thoải mái cho hai bên. Cho nên y căng ca nó năng bạch tích chát. Bây giờ ta phải dựa vào một cái chuyện, một cái nhân viên gì đó cũng có sẵn hay mới sẵn thì ta mới vô trong đó được. Cho nên là ác thích tha nó và xe nó bút thình gấp bà đề xí. Cho nên ngày mới dùng thần thông, ngày mới khiến cho trời nó vần vũ một chút, rồi bắt đầu nó mưa xuống lầm rầm nhẹ vậy thôi. Mà ta sẽ ngẫm là mưa lớn, ngày mưa lớn ngày thứ nhất ngày bị ướt, thứ hai nó ngày không có muốn làm đảo lộn trời đất ảnh hưởng chúng sinh khác, chỉ tạo ra cái duyên nhỏ, cái duyên không ảnh hưởng nhiều thì được. Cho nên năm nay là thích tha nó bác sĩ nó quýt thinh và năm nay không nói là ngày dùng thần thông, mà đã dùng cái chữ rất là hay, đó là chú nguyện. Ngày chỉ chú nguyện thôi, thì với một cái Phật lực như ngài như vậy thì chú nguyện là chỉ nó đơn giản, ngày chú nguyện cho mưa mới rơi xuống. Thì mọi người cứ tưởng đây là hiện tượng thiên nhiên, thật ra là đây là do cái thần thông của Đức Phật. Chính vì ngày đang đi bát trời mưa cho nên ngày mới có cớ để ngày bước vào trú mưa trong hội trường đó. Đó chỉ một lý do đơn giản thôi, mới có cái lý do khi khơi chỗ người ta đang hỏi họ ngày bước vô làm cái gì. Trong kinh nói đó, ngài là một vị vua mà, cho nên ngày cư xử đẹp lắm, ngày cư xử, ngày hành xử đẹp lắm, sang lắm. Có một lần nó
Tiên Đăng, có một vị đang ngồi thuyết pháp ở trong cái hội trường. Thuyết pháp vừa xong thì họ nghe tiếng gõ cửa, thì có người ra ngoài mở cửa thì thấy Đức Phật. Thì cái Phật này nó lần thai các vị kheo khi mà gặp nhau đang thuyết giảng chánh pháp. Thì lúc ấy cái vị pháp sư mới quỳ xuống bạch Thế Tôn, là thưa Thế Tôn, nếu mà hồi nãy biết Thế Tôn đứng ngoài cửa thì con đã không có giảng, không có nói nhiều như vậy. Mà trong khi đến Phật này cho biết rằng Như Lai đã đứng và đợi khi ngươi nói xong thì ta mới thì Như Lai mới gõ cửa. Đây là một cái đoạn chỉ có mấy hàng chữ thôi mà rất đáng để được suy nghĩ, đáng lắm quý vị, đáng lắm. Ta đợi cho ngươi nói xong cái buổi giảng thì ta mới bắt đầu gõ cửa. Một vị pháp vương mà hành xử như vậy đó thì mình nghĩ lại mình giống ngài. Hả? Mình giống ngài. Một vị pháp vương, một vị tứ sanh từ phụ nhân thiên chí đạo sư vậy đó mà hành xử như vậy đó, đợi cho đệ tử của mình hả, đợi đệ tử nói xong rồi mới gõ cửa, dễ sợ như vậy. Ở đây cũng vậy, khi mà ngài muốn bước vào cái hội trường chỗ người ta đang hội họp như vậy, mặc dù tới độ đến để mà độ người ta, nó phải đến để chơi nha, không có đến để độ người ta, nó mà cũng phải có một cái duyên sự cho nó đẹp. Thế là ngài chỉ chú nguyện nhẹ nhàng thôi, mưa đi, hãy mưa một chút xíu đi để cho Như Lai làm việc. Mưa đi, mưa một chút cho Như Lai làm việc. Thì chỉ chú nguyện như vậy xong thì là coi như là trời mưa xuống. Thì lúc đó ngài có cái cớ ngài bước vào, thì mấy cái ông thầy của tôi đang ngồi họp ở trong đó, ông thấy ngài là ông bực, em thấy ông thấy người để người theo cái quan niệm văn hóa tôn giáo tín ngưỡng ngưỡng độ thời đó họ coi thường tín ngưỡng tóc. Bảo ông tôi nói rồi, giống như Việt Nam mình vậy đó, tức là trước ngày mà xa quê đó, tôi nhìn mấy người thanh niên mà đầu trọc là một, xăm mình là hai, hoặc là nhìn phụ nữ hút thuốc là ba, là tôi ác cảm, rất là ác cảm. Mặc dù tôi không biết cái thật sự cái con người đó ra làm sao, nhiều khi họ cạo đầu cho mát chứ không phải gì hết, nhưng mà mình không cần biết, tôi chỉ biết là coi như là thấy đàn ông mà xăm mình mà cạo đầu là tôi đã thấy khó chịu. Thì mấy ngưỡng độ này cũng y chang như vậy đó, nhưng mà có điều đó là họ cái ác cảm của họ nó ghê hơn của tôi, bởi vì tôi chỉ có cái thành kiến với người đời mà cạo đầu thôi, chứ còn tu sĩ thì chỉ mình thôi. Còn đối với mấy người này là bất cứ ai mà cạo đầu là họ đều không có thích. Cho nên họ nhìn thấy Đức Phật giống như là không có tóc đi giống như họ khó chịu. Thì họ mới nói câu rất là nặng, nói câu rất là nặng, các vị có thể đọc trong 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 trong, trong bản dịch đó. Ông nói thế này, mấy cái ông đầu trọc này biết cái gì, cái chỗ người ta hỏi họ mà tới làm cái gì. Cái câu đó nó hiểu như vậy đó. Trong khi nếu mình dịch từ tiếng Việt Nam mình nghe cái câu của nhà Minh Châu thì mình thấy không có nặng, mình nghe nó rất là xa lạ, nghe nó không phải là cái ngôn ngữ của người Việt của mình, không phải ngôn ngữ của đời sống bình thường. Và họ có thể biết gì về quy tắc của hội trường, trong khi cái bên đọc cái bản Bali để sáng lắm, mấy cái thứ đầu trọc này biết cái gì là chuyện hội họp của người ta mà tới đây làm cái gì. Cái chuyện hội họp ở đây tiếng Bali gọi là sapa, sapa thăm ăn. Cái chuyện cái chỗ người ta hội họp biết cái gì mà tới đây, chỗ đang hội họp và tới đây là cái gì. Thì Đức Phật cái đó là một câu rất là hay, đó là rất là hay, mà cái này trong bản Pali thì rất là tuyệt vời. Trong bản Pali cái chỗ này rất là tuyệt vời. Nê sa sa pha yat tana sam đi sam tô à, có nghĩa là Nê sa sa pha yat tana sam đi sam tô, không có người hiền trí, chỗ nào không có người hiền trí thì chỗ đó là không đáng được gọi là chỗ họp mặt. Nếu mà tôi dịch nặng lắm á, nếu không có con người mà đáng mặt á thì chỉ là một cái chỗ tập trung của bầy đàn mà thôi. Nếu mà nói dịch cho tàn nhẫn thì tôi dịch như vậy, nếu không có người đáng mặt á thì mọi sự họp mặt nó chỉ là cái sự tập trung của bầy đàn nào đó mà thôi. Cho nên là được gọi là một cuộc họp, hội họp là phải là sự có mặt của những bậc hiền trí, mà không thể nào có hiền trí nếu mà không có người biết nói tiếng người, trong đây gọi là nói đúng pháp đó. Không thể gọi là chỗ họp mặt nếu ở đó không có con người đáng mặt, mà con người đáng mặt phải là con người biết nói tiếng người.
Mà biết muốn nói tiếng người ở đây là anh phải có nhân cách của một con người, đó là dịch nặng đó, dịch đó cho bị người ta chém đó. Còn nếu mà dịch nhẹ đó là sao? Được gọi là hội chúng thì phải có hiền trí, mà hiền trí phải là người nói hợp pháp, à, phải nói cho đúng chánh pháp, mà để nói cho đúng chánh pháp thì phải là người lìa được phiền não đó. Chứ còn cái chỗ mà mấy ông gọi là hội trường, nó thật ra nó chưa chắc nó là hội trường, là bởi vì hội trường nó chỉ được gọi là hội trường khi nào đó có người hiền trí, mà hiền trí là người nói đúng pháp. Hội trường chỉ là hội trường khi có người hiền trí, chỉ gọi là hiền trí khi biết nói đúng pháp. Mà muốn nói đúng pháp phải lìa bỏ phiền não. Hội trường chỉ là hội trường khi có người hiền trí, mà chỉ gọi là hiền trí khi biết nói đúng pháp. Mà muốn nói đúng pháp thì phải lìa bỏ phiền não. Dĩ nhiên trong trường hợp khác Thế Tôn sẽ có 1 tỷ cách nói khác, nhưng mà trong trường hợp này, nhìn rõ vào căn cơ của cái đám trước mặt đó, thì Thế Tôn chọn cái cách nói này mà Ngài thấy là the best one, tốt nhất. Thì đúng như vậy, sau khi mà họ nghe Ngài nói như vậy xong thì họ mới xin quy y với Ngài. Họ nói giống hệt như là dựng lên những gì bị ngã xuống, đem đèn vào bóng tối chỉ đường cho kẻ bị lạc lối. Đúng vậy, hôm nay Thế Tôn đã giúp chị cô chúng con mở mắt hiểu ra được vấn đề. Chứ còn cứ quẩn quẩn là kéo ra đây học, quẩn 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 là kéo ra đây học, nhưng mà toàn là nó diễn tào lao thiên tướng mà xà ma đế không. Bữa nay chúng con hiểu rồi, hôm nay chúng con hiểu rồi, hội trường chỉ là hội trường khi có người hiền trí, chứ còn không nó chỉ là sự họp mặt của một bầy đàn, của một bầy bò, của một cái đám dê đám cừu gì đó thôi nha. Nói tầm bậy tầm bạ, bao nhiêu cái tiếng mà bàn bạc nó chỉ là tiếng vo ve của loài ong loài muỗi loài ruồi thôi, nếu mà nói cho nó rốt ráo như vậy. Hợp hành làm cái gì? Lập trường chính sách chủ trương quan điểm mà toàn là hại người không, hợp hợp làm cái gì? Những cái tiếng phát biểu đó chỉ là tiếng vo ve của ong của ruồi của muỗi thôi nha. Mà đừng gọi là hội trường, đừng gọi là một cuộc họp, là phải là những cái kẻ biết nghĩ biết làm mới gọi là hội họp, còn không là chỉ là sự góp mặt của một bầy đàn đại khái như vậy. Đó chính là cái nội dung của bài kinh. Thì muốn được gọi là hội trường phải là sự có mặt của người hiền trí, mà hiền trí phải là người nói đúng pháp. Mà đúng pháp là gì? Là lợi mình lợi người đời sau kiếp khác mới gọi là hiền trí nha. Mà muốn được nói năng như cái pháp thì anh phải là người có nhân cách đúng pháp, đó là anh phải lìa bỏ 5 phiền não, lìa bỏ 3 phiền não, phải như vậy nha. Ok, bây giờ đủ rồi, giờ mệt rồi, hẹn cái vị ngày bữa nay thứ mấy quên mất rồi, biết bữa nay là thứ năm, hẹn là thứ bảy, xin kính lễ chư tôn đức.